Bước vào nghề tốt nghiệp. Chào mừng tất cả các chiến binh văn hóa độc K6 Liên minh nhà 5556 đến với lễ tốt nghiệp vào lúc 19:30 ngày 28 tháng 4 năm 2023. Vậy là các chiến binh chúng ta đã vượt qua được 8 tuần tự nguyện lấy sức lực, trí lực, tâm lực của mình để đào luyện và cống hiến. Hôm nay chúng ta vào đây để làm lễ tốt nghiệp với chủ đề bứt phá mọi giới hạn. Đến được với chủ đề bứt phá mọi giới hạn này, thay mặt nhà 55, nhà 56, em xin đại diện biết ơn chị Tuyết Phương đã luôn đồng hành giúp đỡ tất cả các thành viên trong gia đình đến được cái lễ tốt nghiệp ngày hôm nay. Biết ơn Bằng Luân đã lựa chọn một chủ đề với tựa đề là bứt phá mọi giới hạn. Đúng là bứt phá mọi giới hạn. Trong vòng 2 tháng chúng ta đã dậy sớm, thức khuya để làm bài tập cũng như học các cái vấn đề. Đến ngày 26 là một ngày để lên ý tưởng, và đến ngày 27 chúng ta đã hoàn thành tất cả các cái công việc để đến được cái buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay. Một lần nữa xin biết ơn tất cả mọi người, và biết ơn chị Tuyết Phương và biết ơn bạn Luân đã chuẩn bị chu đáo cho cái buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay. Bây giờ em xin thông qua cái nội dung chương trình tiếp theo, mời bạn Luân mở lên cái chương trình văn hóa 4S. Ok anh, mình đi vào thiền sách luôn đi anh, thiền sách rồi qua ba lời thật. Ok, thiền sách luôn. Ủa sao em xin lỗi mọi người, em vô trễ nha, em chưa kịp ăn cơm nước gì luôn. Rồi bây giờ đã có MC chuyên nghiệp tâm tiếp. Và để tâm ta hòa quyện cùng sách, để ta lắng nghe lời tâm tình của sách, và để hồn ta đồng điệu cùng tác giả. Hãy hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra. Lần một, hãy hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra. Lần hai, hãy hít một hơi thật sâu và thở ra. Lần ba, sau đó hãy nhẹ nhàng cầm quyển sách của mình lên, cảm nhận sự tiếp giáp của bàn tay với bìa sách, với từng trang sách, với từng bảng chữ. Chúng ta ôm sách như tình thương của người mẹ ôm lấy con của mình. Chúng ta hãy từ từ nhắm mắt lại, quán tưởng và gửi lời biết ơn chân thành, đọc thầm trong tâm mình. Con xin biết ơn các vị thầy tổ và cha mẹ đã dạy dỗ cho con hiểu sự học là đáng quý biết nhường nào. Con xin biết ơn tác giả đã dày công biên soạn cuốn sách tinh hoa này. Con xin biết ơn đến công phu lao tác của biết bao nhiêu con người để xuất bản, in ấn quyển sách này. Con xin biết ơn đến những người bạn đã cùng con rèn luyện thân, tâm, trí mỗi ngày. Con xin biết ơn chính bản thân mình vì đã nhận ra sự học là sự nghiệp để tu rèn mỗi ngày. Con xin nguyện học tập suốt đời
để không phụ lòng thầy tổ và cha mẹ đã tin tưởng chở che cho con. Từ nay về sau, con sẽ biết trân trọng, nâng niu sách vở và tri thức để mỗi ngày trôi qua là một ngày hướng về phía ánh sáng. Hãy từ từ mở mắt ra, mỉm cười với bạn sách. Chúc các bạn sẽ có quãng thời gian đọc sách thật sự hiệu quả. Nào, bây giờ là giờ phút thiêng liêng để thân trở về với tâm và để tâm ta hòa quyện cùng sách. Để ta lắng nghe lời tâm tình của sách và để hồn ta đồng điệu cùng tác giả. Hãy hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Lần một, hãy hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra. Lần hai, hãy hít một hơi thật sâu và thở ra. Lần ba, sau đó hãy nhẹ nhàng cầm quyển sách của mình lên, cảm nhận sự một video mà nghe rất là thấm đúng không ạ? Mỗi lần mà trước khi mình đọc sách đó, mà mình được nghe cái video này, thật sự là mình cảm thấy biết ơn rất là nhiều với những cái trí tuệ của nhiều người, của nhiều tác giả mà mình đã được đọc đến ha. Và tiếp theo chương trình thì em xin mời host cho em tiếp tục ba lời thề từ tâm của văn hóa đọc mình ha. Không biết mọi người cảm nhận về ba lời thề như thế nào, chứ em thì em rất là cảm thấy rất là hưng phấn luôn á. Rồi mọi người chuẩn bị nha. Cảm ơn video ạ. Mọi người nghe có nóng lên chưa? Hôm nay rất là vinh hạnh luôn được làm MC của chương trình lễ tốt nghiệp này. Mặc dù mình xém được tốt nghiệp ha. Với chủ đề ngày hôm nay là bứt phá mọi giới hạn, thì em xin một lần nữa được chúc mừng cho nhà 55 và nhà 56 đã rất là xuất sắc để hoàn thành hành trình này của mình và có mặt trong lễ tốt nghiệp ngày hôm nay. Em xin chúc mừng ạ. Mọi người thả tim cho em nhé. Hay quá. Em xin mời anh Luân cho em xin lại cái video tổng kết ạ. Mà em thấy ngày hôm nay anh luôn chuẩn bị thật khá là chỉnh chu đó nha. Em MC nhà 55 dạ. cũng ngắn thôi, mình cũng không có tổng dạ, hợp vâng ạ. Một số tuyệt cái vời ạ.
xem lại để có cái tinh thần gọi là nó quay trở lại cái ban đầu. Tinh thần trước khi giả bịa. Lưng là thủ khoa mà, còn tám của khoa. Quá dữ dằn. Dữ dằn. À, xin mời cả nhà mình cùng theo dõi video ha. Xem video mà em nhớ lại cái khoảnh khắc mà em thục xì dầu. Rồi sau này thì rất là biết ơn luôn thầy thầy ta em, để em nhớ tên coi, thầy Lâm. Thầy Lâm đã hỗ trợ rất là nhiều trong sóng mình luôn. Trời, mình cảm thấy là cái khúc sau này là mình không có trọn vẹn với hành trình này á, cho nên mình cũng cảm thấy có một chút gì đó gọi là hơi tiếc nuối. Nhưng mà mình có một cái khác nó lớn hơn, và để mà tiếc nuối một cái hành trình đó thì phải có, giống như người ta nói cái câu là gì, à, tình chứ đẹp khi còn dang dở, đúng không ạ? Thì em thấy đây là một cái câu nói rất là đúng cho em trong cái trường hợp này luôn. Và để tiếp tục chương trình đó thì em xin mời lên đây những cái chia sẻ của anh chị em mình đã bắt đầu từ hành trình đầu tiên cho tới bây giờ mình vẫn còn có mặt ở đây, là một điều rất là gọi là xúc động luôn, thật sự luôn, bởi vì đâu đó trong em cũng đã tính là không có ở trong cái Zoom này rồi. Nhưng mà hai ngày cuối cùng là nó bị thôi thúc và đặc biệt là khi mà Liên Minh Nhà 5556 ấy, thì khi mà anh Luân gửi lên những cái background á và cái banner của lễ tổng kết á, thì ở đâu đó ở bên trong mình nó lại bắt đầu nó muốn nữa, nó lại thôi thúc mình phải làm một cái gì đó để kết thúc cái hành trình này cho nó trọn vẹn hơn, là nó lửng lửng lơ lơ, đúng không ạ? Và để có được những cái dấu ấn cho tất cả các anh chị ở đây, mình đã hoàn thành chương trình văn hóa đọc ca sáu, thì em xin mời mọi người cùng nhau chia sẻ ha. Thứ nhất là mình sẽ chia sẻ từ cái quá trình mà mình tham dự cho tới khi mà mình trong cái quá trình mình học và mình tự học như thế nào và kết thúc như thế nào ra sao. Mình chia sẻ cảm xúc của mình chia sẻ những cái bài học của mình đã nhận được trong cái hành trình này. Và trước tiên thì em xin phép được mời lên đây một người anh rất là trân quý luôn, và em cũng đã rất là may mắn là anh em mình đã được gặp nhau ở ngoài luôn rồi. Và em mong rằng sau cái chương trình ngày hôm nay á, sau lễ thì Liên Minh Nhà 55 và Nhà 56 mình có thể gặp nhau offline nha, ở một cái nơi thật là đẹp, đó là núi Bà, Tây Ninh. Và em xin được mời lên đây anh Tri ạ. Xin mời anh chia sẻ về phần cảm nhận của mình trong cái hành trình này, những cái gì mà anh đúc kết được trong qua hai quyển sách. Anh có thể chia sẻ để cả nhà cùng cảm nhận, và đâu đó anh cũng có thể chia sẻ luôn cả cái hành trình cuộc đời của mình để cho mọi người cũng có thể có thêm được những cái kinh nghiệm từ chia sẻ và từ trải nghiệm của anh ạ. Xin mời anh ạ. Cả nhà cho anh Tri một tràng pháo tay nha.
Xin chào cả nhà. Trước hết thì chị cũng xin giới thiệu sơ lược về bản thân. Thì chị hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Tây Ninh. Thì trước đây thì chị cũng được cái nhân duyên là biết với chương trình này thông qua cái các lớp học của thầy Quân, thầy Trần Việt Quân cũng như là cô Nguyễn Đoàn Kim Sơn. Thì đó là người thầy và người cô đã dẫn dắt trong quá trình mình học. Thì lần nữa thì trước hết là cũng xin biết ơn chị Tuyết Phương đã hỗ trợ động viên cho mình đi hết cái hành trình này. Cũng biết ơn tất cả các cái tổ chức cái hành trình văn hóa đọc để kiến tạo cho mình cái nhân duyên để chúng ta gặp nhau ở đây. Thì về cảm xúc thì thật sự là cũng rất vui vì đã mình đã đi hết cái hành trình. Tuy nhiên thì đoạn cuối mình cũng hơi chơi vơi vì là đồng đội lo nó bị rơi rụng quá nhiều, rồi xong cái nữa là không biết làm sao để mà tiếp tục nữa, rồi vào cái giai đoạn cuối lại quá nhiều việc, thật sự ra cũng chưa có trọn vẹn với hành trình. Mình cảm thấy cũng có phần hối tiếc vì cũng cái chương trình thì quá hay nhưng mà mình cũng chưa có đặt trọn hết cái tâm ý của mình vào cái chương trình. Thì đó là cái mình cảm thấy cũng một phần là chưa có được hoàn thiện. Tuy nhiên thì qua cái hành trình mà 2 tháng vừa qua thì mình cũng có cảm nhận một cái sâu sắc, đó là những anh em phụng sự ở đây, ví dụ như chị Huyền Sâu cũng như là thủ lĩnh Quang Minh, những người đã thắp đuốc đi trước để chúng ta tiếp bước theo sau. Tuy nhiên thì bằng cách nào đó thì mình cũng sẽ ứng dụng vào thực tiễn. Thì mặc dù chưa hết hành trình thì Tri cũng có cái điều kiện là trong đội nhóm hiện tại nhân viên thì có Đăng thì cũng đã đồng hành. Tuy nhiên thì hôm nay thì Đăng cũng không vào được. Nhưng mà còn lại thì cũng được 22 nhân viên. Mặc dù chưa hết hành trình nhưng mà Tri đã triển khai được cái việc là sắp tới là cũng sẽ áp dụng cái chương trình đọc sách, tạo một cái văn hóa đọc tại công ty. Thì hiện tại chương trình Tri đã phổ biến rồi. Thì bắt đầu qua đã hết lễ này là vào tháng 5. Thì các đầu anh em cũng là học theo cái phương pháp này. Có nghĩa là trên nhóm thì mỗi ngày mình đưa ra một chương sách vậy đó. Thì sách thì hiện tại thì mình cũng đưa cái đầu sách là của một bên là bên Thấu Hiểu Nội Tâm á. Thì quyển sách thì cũng đã triển khai và đưa cho mọi người đọc. Ví dụ như là bắt đầu qua lễ là bắt đầu chúng sẽ cũng áp dụng cho nhân viên công ty để cùng nhau đọc và cũng như đúc kết theo cái phương pháp mà của văn hóa đọc mình hiện tại đang làm. Thì thật sự ra thì về cá nhân thì hồi nào giờ mình đọc sách thì cũng đọc cũng lướt lướt không à, không có đúc kết lại giống như cái cách mà chúng ta đã học. Đây cũng là một cái bài học rất lớn cho Tri. Thì với cái tâm nguyện thì mình cũng đã trước hành trình cũng có tâm sự là mình cũng muốn là mở một cái thư viện sách. Thì do là cái hiện tại thì mặt bằng thì cũng đã có, nhưng mà trước đây thì cũng định làm rồi nhưng mà do cái dịch cái mình ngưng lại tới nay. Thì trong quá trình học thì mình cũng muốn là để tiếp cận lại với các anh em đi trước để coi cái hướng đi cũng như là cách xây dựng thư viện như thế nào và triển khai như thế nào cho nó hiệu quả. Thì đó là cái mong muốn của mình khi mà mình tham gia chương trình. Thì hiện nay thì đã bắt đầu và kết thúc cái chương trình rồi, thì tôi cũng sẽ tiếp tục theo dõi cũng như là kết hợp với các cộng đồng của mình ở đây. Thì để có thể là kết nối, để có thể là kiến tạo thêm, để học hỏi thêm, để làm sao để mà khi mà xây dựng cái thư viện thì nó mang tính hiệu quả để lan tỏa với đến cộng đồng. Thì đó là cái mong muốn và cũng như là những cái thành quả mà sau 2 tháng chúng ta thì đã đồng hành
cùng với Văn Hóa Đọc. Thì một lần nữa thì Chi cũng xin biết ơn tổ chức Văn Hóa Đọc đã đem đến một cái chương trình rất ý nghĩa. Và cũng biết ơn chị Phương cũng như những đồng đội đã cùng nhau đi đến hết hành trình. Một lần nữa thì trân trọng biết ơn tất cả. Xin cảm ơn ạ. Dạ, cảm ơn Chi đã có những cái chia sẻ rất là chân thành ạ. Và tiếp theo thì trong cái phần mà tôi tự học á, và tôi tự rèn á, thì ở đây em xin được mời bạn Thu Thủy lên để chia sẻ cái hành trình của bạn. Và với em thì bạn là một người bạn đã rèn được cái tính kiên trì của mình rồi, ít ra là hơn em. Và bạn đã đi hết hành trình. Khi dẫn dắt và xin và mời bạn vào cùng tham gia với mình á, thì hai chị em cũng đã có những cái khao khát mong muốn riêng. Tuy nhiên thì hành trình thì cũng đã kết thúc, và mỗi người thì cũng sẽ có những cái định hướng riêng cho mình. Và có người thì sẽ tiếp tục hành trình tiếp theo, còn có người thì sẽ tiếp tục cái hành trình khác. Nhưng mà dù cho mình có đi đâu chăng nữa thì cái tinh thần tự học cũng rất là cao luôn. Và xin mời lên đây phần chia sẻ của bạn Thu Thủy ạ. Cả nhà thả tim cho Thu Thủy nha. Dạ, em cảm ơn lời chia sẻ của chị Thu MC rất là tuyệt vời ạ. Sorry mọi người, tại vì bé em đó. Rồi. Dạ, em cũng nói chung là rất là biết ơn chương trình rất là nhiều. Và cũng thật sự là rất là biết ơn chị Hương là người đã dẫn dắt em đến với chương trình này. Và cũng gửi lời cảm ơn đến chị Tiết Phương rất là nhiều, người đã luôn đồng hành và dẫn dắt cùng gia đình 55. Trong đó cũng có anh Chi nữa. Thật sự ra là cũng không nghĩ là mình lại có thể là tốt nghiệp cái khóa này. Tại vì em là lúc mà em vào á, là em không có tên trong danh sách, thì chị Tiết Phương và chị Hương cũng đã hỗ trợ. Thì vì em vào sau cho nên em bị mất cũng rất là nhiều củ khoai. Hình như em nhớ là còn có 5 củ khoai thôi để mà đi tiếp hành trình. Và đến giữa hành trình luôn thì em cũng có rất là nhiều việc, thì thành thử ra là mình cũng không có bám sát theo hết hành trình cùng mọi người được. Nhưng mà em đã, nói chung là em đã đi gần như là nửa hành trình rồi. Nói là sao mà nó lâu quá, mình chỉ mong là đến hết hành trình thật là nhanh thôi. Và mình cũng rất là muốn bỏ cuộc rồi. Nhưng mà mình nghĩ lại, tại vì em nghĩ lại là chị Phương nè, chị Hương nè, mọi người đã cố nỗ lực để đưa mình vào rồi, mà bây giờ mình bỏ cuộc vậy thì làm cho mọi người cũng cảm thấy rất là buồn, và cũng cảm thấy là mình phí công của mọi người rất là nhiều. Cho nên em cũng đã cố gắng, và đến ngày hôm nay thì kết thúc hành trình thì mình lại cảm thấy là sao mà nó nhanh quá. Và thật sự là mình cũng không có muốn là rời xa mọi người luôn, tại vì mỗi ngày đều làm bài tập. Em làm bài tập toàn là cái phút gọi là 23 giờ 40 mấy phút là mới là xong thôi. Rất là cố gắng luôn để mà hoàn thành, tại vì không muốn bị chấm dứt hành trình. Rồi bắt đầu theo dõi mọi người thấy là có rất là nhiều anh chị phải rời khỏi hành trình, thì mình cảm thấy rất là tiếc nuối cho mọi người. Tại vì thật sự là ở trong Văn Hóa Đọc là em học được rất là nhiều giá trị, và cảm nhận được là rất rất là nhiều giá trị mà ở ngoài kia hình như là không có ai mà có thể là chia sẻ được cho mình. Từ xây dựng văn hóa, rồi xây dựng cho mình là cách là học như thế nào, tự học, tự rèn như thế nào. Và em cảm thấy là ở trong này các anh chị rất là giỏi luôn. Các anh chị, xong rồi các anh chị mà quá xuất sắc luôn. Thật sự là mình không nghĩ là các anh chị vừa đi học và vừa đi làm, mà tối về các anh chị lại đọc sách, rồi lại đúc kết, rồi lại tham gia, rồi bám sát vào hành trình. Mình cảm thấy là có rất là nhiều điều ở đây để mà mình học hỏi từ các anh chị. Và sau khi kết thúc hành trình này thì em vẫn sẽ tiếp tục ca K7 nữa, và sẽ
giống như chị Tiếp Phương cũng sẽ đồng hành cùng mọi người. Có thể là mình, tại vì thật sự ra là hành trình này có thể là mình nói, nếu mà nói đúng ra thì mình cảm nhận là em chỉ mới có đi được khoảng mới là nửa đường thôi, cũng chưa gọi là thấm đâu vào đâu. Cho nên là dù có kết thúc hành trình thì em cũng sẽ học lại những cái clip. Và mình nghe lần thứ nhất thì mình sẽ cảm nhận được một phần, nhưng mà mình nghe đi nghe lại rất là nhiều lần và thì chắc chắn là mình sẽ học thêm được rất là nhiều giá trị. Và rất vui là ngày hôm nay được kết nối với các anh chị trong nhà 50, 55 và 56. Tại vì em cảm thấy rất là vui luôn. Nếu mà không có hành trình này thì có lẽ là các anh chị mình không có cơ hội để ngồi cùng nhau để kết nối cùng với nhau à. Dạ, và chắc chắn là ngày hôm nay khi mà sắp tới lễ kết thúc lễ tốt nghiệp mà nghĩ là chắc cũng đã gần như là hơn 10 năm qua mình chưa làm một cái lễ tốt nghiệp nào đúng không ạ? Tại vì em tốt nghiệp đại học là năm 2013 rồi, đến nay là đúng là 10 năm rồi. Mới cảm giác là ngồi ở đây tốt nghiệp và khi mà em ở trong group á, em theo dõi mấy anh chị là nhận bằng tốt nghiệp rồi chụp hình rồi, trời làm mình cảm thấy giống như mình được trẻ hóa lại, mình giống như là thời sinh viên của mình, rất là vui luôn, rất là háo hức luôn, và càng háo hức hơn nữa là để tới ngày tốt nghiệp chính thức của K6 mình luôn. Thì em cũng hy vọng là các anh chị sẽ mình sẽ có một cái dịp nào đó mình offline để gặp lại nhau và mình sẽ chia sẻ cho nhau, để mà chắc chắn là mình sẽ lan tỏa cái hành trình này đến cho rất là nhiều các anh chị khác ở bên ngoài cuộc sống nữa. Tại vì khi mà em tham gia cái chương trình này thì em lại quen được rất là nhiều các anh chị ở ngoài miền Bắc Trung Công, cũng là đồng nghiệp của em thì đều là làm giáo viên. Và tự nhiên mình lại rất là hứng khởi để mà chia sẻ cho các anh chị đó về cái hành trình này. Thì chắc chắn là các anh chị ở ngoài miền Bắc sẽ có cơ hội để kết nối với nhau và học tập được nhiều hơn à. Và các anh chị ở trong miền Nam mình đó thì mình cũng sẽ phấn đấu và nỗ lực để mà theo kịp các thủ lĩnh ở ngoài miền Bắc. Tại vì em thấy là các anh chị ngoài miền Bắc làm rất là giỏi luôn, rất là hay luôn, và mình sẽ học hỏi và mình sẽ phát triển ở miền Nam mình. Thì một ngày nào đó là miền Nam mình và miền Bắc hợp lại là sẽ là một cuộc cách mạng thống nhất đất nước à. Dạ em xin cảm ơn chị Hương, thật sự là rất là biết ơn chị Hương luôn, đã là người luôn động viên em, luôn dẫn dắt em để mà tiến đến hành trình này à. Và thật sự là rất là xúc động, là em không biết là sau cái hành trình này thì mọi người có còn ngồi lại để mà tiếp tục họp như thế này không ạ? Thì em vẫn chưa muốn ngừng hành trình chưa muốn là nhà của chúng ta lại kết thúc như vậy, vậy tốt nghiệp như vậy hả? À, một câu hỏi mà rất là trăn trở ha chị Phương ha. Là sau khi mà kết thúc khóa 6 này rồi thì mình có còn tiếp tục gặp nhau ở trên Zoom nữa hay không? Cái câu hỏi này để cuối hành trình chia sẻ tiếp không? Và để có thể tiếp tục ở trên Zoom này thì mình phải ở ra ngoài gặp nhau trước đã. Xin mời anh Luân sẽ chốt hạ một cái hôm nào đó để tụi mình gặp gỡ nhau nha anh Luân nha. Để còn của nhà 5556 để còn phải trao cho những cái ôm ấm áp nữa. Xin chào bạn Đặng Ngọc Tuyết, vào rất là đúng lúc luôn, tới cái đoạn là giao lưu thơ ca rồi nè. Xin chào Ngọc Tuyết. Chào căn nhà nữa giọng. Bây giờ thì tiếp tục với chương trình của mình thì mình sẽ được nghe đọc thơ nha. Xin mời host chuẩn bị video, chuẩn bị nhạc cho bạn Tuyết để bạn Tuyết sẽ ngâm thơ cho cả nhà mình cùng nghe nha. Cho em bài thơ nha. Xin mời. Giới thiệu thơ này, người sáng tác thơ chứ.
À, xin mời người đọc thơ giới thiệu luôn nha. Anh đi vào. Anh Tiến giới thiệu bối cảnh hoàn cảnh ra đời của bài thơ nào? Ở thơ anh Tiến liên tác hả? Mời anh, mời anh Tiến. Trời ơi, cái bài xin chào mọi người. Cái bài thơ xuất phát bài này đâu phải là tuyển sáng tác, là vào lúc 12 giờ 15 phút đêm ngày 26, là rạng sáng ngày 27, nằm mãi ngủ được là nhớ lại là ngày 28 là mình sẽ có một cái buổi lễ tổng kết, mà ngủ được rồi xong cũng được phân công nhiệm vụ là làm một tiết mục văn nghệ. Bây giờ suy nghĩ cũng biết hát cái bài gì, thì trong cái quá trình mà một cái thời gian gần ở đây rất là không có thời gian để mình nghe nhạc, là vì thời gian đi làm xong rồi về tối tranh thủ làm bài tập rồi toàn cả đến 24 giờ toàn phục chót không à. Thì tự nhiên nhớ lại cái bài hát đi học, rồi xong rồi nhớ đến chị Tuyết Phương. Cứ mỗi lần mà thấy mà sắp quả xanh quả với ra toàn khoai nó một mâm gì nhiều quá, là bắt đầu chị Phương chị nhắn cho ông Tinh. Rồi mới suy nghĩ lại là cái bài đi học này, thì hồi trước cô giáo cũng hay nhắc mình, thì giờ có cái cô Phương cô hay nhắc quá nên về dạy chế cái lời cái bài hát đi học từ cô giáo thành cô Phương. là nguyên là chế cái bài hát chứ không phải là tự sáng tác được. Còn khả năng văn thơ có hạn nhiều lắm, đổi thời vài chữ nó ra được một bài thôi, nhưng mà cũng cảm hứng, cũng xuất phát từ tình cảm thật, cũng biết ơn chân thành đến chị Phương và cũng biết ơn đến cái hành trình cùng một cái thời gian dài nghe mọi người thơ ca âm âm, còn mình cũng bình dị quá, bình lặng quá, không có được một cái đồng góp gì cả, cho nên cũng có một chút tình cảm gửi vào đó. Tôi mong mọi người đón nhận. Rồi, dạ thôi. Xin hết ạ. Dạ, biết ơn cái tình huống ra đời của bài thơ của anh Tiến. Xin mời gọi là nghệ sĩ ngâm thơ nha. Chưa, em chưa tới ngâm đâu, em đọc thôi. Nghệ sĩ đọc thơ. Trước khi đọc thơ thì em cũng có đôi lời cũng nhà phát biểu cùng nhà mình. Thì hành trình cũng 2 tháng cũng trôi qua cũng khá là nhanh, mặc dù có những lúc chiến đấu không ngừng nghỉ mệt mỏi, và có những lúc gieo mầm khu éo không thể cứu chữa được, thì cũng đã kết thúc hành trình. Biết ơn chị Phương luôn đồng hành cùng chúng em trong thời gian vừa qua. Biết ơn bạn Luân đã cống hiến gánh vác nhà 56 đến hơi thở cuối cùng, và đồng bọn còn lại thì mặc dù không ít, rất là ít ỏi, nhưng mà cái đó là một cái quá trình để mình có thể nhìn lại bản thân mình. Có thể là mình không đem được hết khu rừng về nhà, nhưng đâu đó mình có thể nhặt được một vài bí kíp võ công nào đó trong hành trình phía trước. Dạ, em xin phép được đọc bài thơ đi học của tác giả Lê Quang Tiến ạ. Đi học vào ca 6, zoom nhà vang mỗi sáng, tiếng chuông reo rì rào, mọi người nô lắm. Em thấy mình vui theo, hôm qua em mới vào, chị dắt tay từng bước, hôm nay chị không kêu. Một mình em vào lớp, chim đùa theo trong lá, cá dưới khe thì thào, hương rừng chen hương cơm, em bước vào hương theo. Nhà của em bé bé, nằm lặng giữa lòng vui, cuộc sống em tre trẻ, đọc rất nhiều ý hay. Hương rừng thơm hương cơm, nước suối thơm thì cỏ xòe ôm chen nắng, râm mát đường em đi. Biết ơn cả nhà.
Biết ơn tác giả cùng với lại giọng đọc rất là hay và nhờ thêm một tiếng nhạc rất là du dương nữa. Sao tự nhiên mình thấy ổ thơ dễ làm mà ta? Chế lời rất là dễ đúng không ạ? Nhưng mà mình chưa bao giờ gọi là mình đặt để tâm vào để mình có thể làm một bài thơ. Và thấy những nhà khác á, họ thở ra thơ, mình cảm thấy rất là phục luôn ha. Tiếp theo chương trình của chúng ta nữa thì sẽ là phần chia sẻ về sự chuyển hóa bản thân khi mà tham gia hành trình. Ok. Và ở đây thì người chia sẻ đầu tiên em xin mời lên đây là anh Lung, trưởng nhà 56, để chia sẻ sự chuyển hóa của mình khi mà tham gia hành trình này. Em xin mời anh ạ. Trước tiên chắc lời chào cả nhà 5556. Thì thực tế thì nói trưởng nhà thì cũng chưa đúng lắm, thì thực tế cũng làm hết sức thôi chứ cũng không có trưởng nhà gì hết. Thì tham gia cái hành trình này thì cũng thực sự là nó cũng rất là khó khăn để mà dành cái thời gian, và đặc biệt là cái thời gian mà dành để cho cái quá trình đọc sách của mình. Thì thực tế trước đó thì mình cũng mua cũng rất là nhiều sách, cũng có đọc, nhưng mà chưa bao giờ là cái cuốn sách nào mà mình đọc lại lần thứ hai, mặc dù có những cái mà mình không hiểu, nhưng mà cái vấn đề đọc sách của mình nó đang gặp một cái vấn đề, có nghĩa là mình đọc cho nó xong. Thực tế hồi đó là giống như mình đọc cho nó xong, đọc để cho biết, và có nhiều lúc là mình đang đọc để theo người ta. Như là đi làm cũng thấy có nhiều người đọc, người ta nói về cái vấn đề này nhưng mà mình không biết, thì mình cũng giống như là mình tìm để mình đọc cho biết thôi. Nhưng mà sau cái hành trình của 2 tháng thì mình cũng có cái thời gian để đọc được 2 cuốn sách. Thì nếu tính ra thì nó cũng rất là nhiều, vì mình đọc đi rồi mình đọc lại. Thì trong quá trình đọc thì mình cũng đúc kết, cũng ra được những cái ý chính cũng rất là hay. Thì thực tế thì lúc đầu thì mình đa số là mình đọc những cái cuốn sách nó mang tính thời hiện đại hơn, những cuốn sách nào là làm giàu, nào là chứng khoán, nào là lãnh đạo rồi các thứ, chứ chưa hề đọc những cái cuốn sách của những bậc đi trước, như là của cụ Hoàng Đạo Thí hoặc là của cụ Thu Giang. Nhưng mà khi mà càng đọc, sau đó tham gia cùng cái chương trình ban tổ chức kiến giải những điều, thì mình thấy cái ý nghĩa trong cuốn sách hồi xưa cũng rất là hay. Sau hành trình này thì mình cũng cố gắng tìm những cái sách hay, những cái sách mà nó được tôi luyện qua cái thời gian để nâng cao thêm được kiến thức của mình. Thực tế thì đọc sách thì mình có một cái khó, đó là mình hay là dành cái thời gian vào buổi tối, đa số là buổi tối mình đọc. Cũng giống như hồi nãy có chị Thu Thí hả, mình cũng hay làm, cũng là tầm khoảng 10, 11, 12 giờ đêm mà cố gắng làm cho sao. Và có những lúc thật sự là mình đang dối lòng, có nghĩa là mình xem đề bài đang cho ra cái gì và mình đọc nhanh trong cái cuốn sách, mình lập cái ý chính ra để mình làm cái bài tập để kịp nộp bài trước mà. Và có những ngày như vậy và mình cũng không đọc hết được cái cuốn sách đó. Cái khoảng thời gian đó mình chỉ lập những cái ý chính ra thôi. Nhưng mà sau cái đó có những thời gian rảnh thì mình cũng đọc lại để mình hiểu hơn. Có thể là mình cũng đâu đó mình cũng đối phó với bài vở. Thì cũng thật sự như vậy. Đối với hành trình này thì mình cũng mong muốn, thì đầu tiên thì cũng trong gia đình thôi, đặc biệt là con, thì cũng hy vọng con có một cái tình yêu đối với sách hơn. Thì hiện tại thì ba mẹ cũng thấy cái điều đó lúc mà mới sinh ra, thì cũng mua cho bé cũng rất là nhiều sách, cũng hay đọc sách. Đặc biệt thì bé trong cái thời gian mà không làm gì, hoặc là lúc mà bố mẹ nấu ăn hoặc là làm việc nhà, thì bé cũng hay lấy sách ra đọc, dù bé chưa biết, bé cũng hay lấy sách ra lật để xem hình. Và có những cái cuốn sách mà mình đọc mình đỡ thì bé cũng lật ra cuốn của mình, ba đọc cái gì, hình này hình nọ, thì bé cũng chỉ thôi. Thì thực tế thì nhà mình thì cũng không có cái kệ sách đẹp lắm, mình có
cái kệ nhỏ nhỏ đỡ sách cho bé, sau đó sách của mình thì cũng để lung tung trên bàn, chỗ này vài cuốn chỗ kia vài cuốn, thì cứ bé đi đâu bé thấy bé đọc, và nhiều lúc bé đọc xong bé xé bé vứt đâu luôn. Cũng mong muốn hành trình thì thực sự thì mình cũng chưa có một cái ý nghĩ nào lớn về cái như cái chỗ anh Chi chia sẻ, mình cũng chưa đủ cái thời gian cũng như là chưa đủ cái nhân lực để làm những cái về cái thư viện, nhưng mà mình cố gắng cho lan tỏa trong cái gia đình và những anh chị em trong gia đình mình trước. Đến với hành trình này thì thực sự là mình đang nhận rất là nhiều. Mình cũng tham gia rất là nhiều cái khóa học online, nhưng mà thực tế cái mức độ chia sẻ khóa học online miễn phí thì theo mình thấy thì họ chỉ là chia sẻ đâu đó khoảng 20% là chính, và 80% những cái phần cốt lõi là những cái khóa học nó mang tính về có phí hơn. Nhưng mà đối với hành trình văn hóa đọc K6 thì đi trong khoảng thời gian 2 tháng thì chia sẻ của ban tổ chức họ cho đi rất là nhiều, và có tất cả những gì họ đều chia sẻ hết, không hề giấu giếm. Và cái thời gian của chương trình và cái ban phụ sự, sự quan tâm đến học viên cũng rất là sâu sắc. Thì đối với mô hình này mình thấy cũng rất rất là hay và ý nghĩa, thì mình cũng muốn nhân giống cái hành trình này đối với trong cái công ty. Chắc cũng mình cũng có vài điều như vậy thôi, chứ mình cũng cũng không biết nói thêm gì hết. Cảm ơn chia sẻ của anh Luân ạ. Đúng là mỗi người khi mà mình đến với một khóa học nào đó thì mình cũng đều đã có những cái mục đích, mục tiêu của mình khi mình đến với hành trình học là gì rồi đúng không ạ? Có thể đâu đó mình cứ nghĩ là phải đạt được cái gì đó nhiều lắm, nhưng mà khi mà mình tham gia vào chương trình rồi á thì mình mới mới nhận ra là ngoài cái việc mà mình mong muốn để nhận được cái giá trị đó thì nó còn rất là nhiều giá trị khác mà mình không có nghĩ tới, là mà không có ngờ mình sẽ được nhận luôn. Và đó là cái điều mà hầu như là chúng ta đều bất ngờ hết. Em có nhớ là khi mà em đăng ký tham gia hành trình này á, là tại vì ghi thời gian học là nhiều, thứ hai nè, thứ năm nè, chủ nhật có 3 ngày cho nên là em đã đăng ký. Nhưng mà chắc em cũng nghĩ anh chị ở đây cũng vậy, ai mà có ngờ đâu mình phải làm bài tập mỗi ngày đúng không ạ? Và đó là gọi là một cái thách thức rất là lớn, một cái thử thách rất là lớn luôn. Cho dù là đến cuối hành trình em đã không có hoàn thành hết các bài tập của mình, nhưng mà em vẫn gọi là mình rất tự hào, bởi vì mình đã trung thực với chính mình. Mình có thể làm dối, mình có thể kê khai dối là đúng không ạ? Nhưng mà mình rất là trung thực với bản thân của mình, mặc dù thấy mầm nó lên thấy mầm nó lên đó, thấy cũng cũng thương cái bạn mầm đó đó, nhưng mà mình cũng đã rất tự hào về bản thân của mình đã giữ được gọi là trọn vẹn 3 lời thề trong cái chương trình này. Phải nói là rất là nhiều bài học để có thể học ở trong chương trình này luôn. Và khi mà học thì đọc cuốn sách Nghề Thầy á, thì mình mới nhận ra là mỗi người của mình á đều là một người thầy hết. Mình không phải là thầy của con mình, không phải là thầy của học sinh, thì mình cũng là thầy của chính mình. Bởi vì mình cho mình cái cơ hội, mình cho mình cái sự can đảm để mà đi đi học và đọc sách. Trước đây thì em 30 mấy năm mình không có biết đọc sách, và bây giờ mình biết đọc sách rồi, nhưng mà mình chưa có biết cách đọc cho đúng và có thể đúc kết ra được. Thì em cũng tự hỏi là để làm sao mà mình có thể đúc kết được một quyển sách, mặc dù là không có đi hết hành trình để có thể đúc kết được hết quyển sách, nhưng mà mình đã biết cách để mà làm sao để mình đúc kết thông qua những cái chương trình talk show của các anh, các chị, của các chuyên gia đã chia sẻ cho mình. Thì mình tin chắc rằng khi mình đã có những cái điều này, và quan trọng nhất là có phải là những cái bài giảng đều đã được lưu lại trên 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 gọi là gì ta, thư viện của văn hóa đọc đúng không ạ? Mình có thể học lại bất cứ lúc nào, và khi mà mình đã sẵn sàng để mình có thể là biết được cách đúc kết sách rồi đó,
Và mình và mới đây nè, khi mà rất là hay, mới đây khi mà em đã đọc được cái cách mà đúc kết sách rồi á, thì bắt đầu mình đọc con Nguyễn gửi sách khác nó về chuyên môn của mình á, thì mình đã biết cách đúc kết và mình biết cách rút ra được ý chính. Còn mọi khi thì mình cứ đọc hết xong rồi mình lại cuối cùng mình lại không có nhớ là mình đã đọc cái gì đó. Thì cái gọi là cái sự chuyển hóa của em là bây giờ mình đọc và mình đã biết cái chương đó nó nói cái gì rồi nha. Đó là một cái điều rất là nhỏ nhưng mà nó vô cùng giá trị đối với những người mà không có biết cách để mà rút ra những cái ý chính và đúc kết sách đối với như những người như em. Cho nên là em cảm thấy biết ơn chương trình rất là nhiều. Và phải nói thật sự là cái chương trình mà văn hóa đọc này nó quá hoành tráng đi. Quá sức hoành tráng so với tưởng tượng của mình luôn á. Thì không biết là những cái chương trình khác của thầy Trần Việt Quân thì sẽ như thế nào nữa ha. Và đối với em thì đó là cái hành trình của mình. Mặc dù chưa trọn vẹn nhưng mà em đã cảm thấy mình cũng đã rất là thành công rồi. Tức là mình đã có được cho mình một cái mục đích mà mình đã đạt được và nó còn nhiều hơn như thế nữa. Thì đó là một phần chia sẻ của em rất là ngắn gọn thôi ạ. Bởi vì quyển sách tôi tự học đó, em mới đọc được có 3 chương, 4 chương à, và nó chưa có sâu nữa. Cho nên là em chia sẻ về cái quyển sách nghề thầy ha. Thì thông qua quyển sách nghề thầy thì mình cũng cảm nhận được là bản thân mình là một người mẹ đó, thì mình có sức ảnh hưởng và mình rất là quan trọng đối với con cái của mình luôn. Và khi mà đọc cuốn sách nghề thầy này thì em tự nhiên em lại bình thường, nếu như mà để mà tặng sách cho thầy cô hay tặng sách cho người khác á, thì mình sẽ rất là đắn đo, mình không biết là một sách nào để có thể tặng cho người khác phù hợp với họ. Nhưng mà quyển sách này thì em rõ ràng ai cũng đang là ở độ tuổi làm cha làm mẹ hết, đúng không ạ? Cho nên mình rất là dễ tặng cho họ luôn. Và có một cái điều là thủ lĩnh Quang Minh cũng chia sẻ đó, sách nó là nó mang rất là nhiều giá trị luôn. Ngoài việc là mình để kệ sách nhà mình cảm thấy nó rất là gọi là rất là có trí thức, đúng không ạ? Và mình làm món quà tặng nó cũng rất là dễ và nó cũng rất là rẻ luôn. nó có thể làm cái đồ mà trang trí ở nhà mình nữa. Cho nên là thật sự là khi mà vào hành trình này thì mới biết thì ra cũng có nhiều giá trị như vậy mà mình đâu có nghĩ ra đâu, đúng không ạ các anh chị? Đó là những cái giá trị mà nhỏ nhỏ mà mình có thể nhận được và mình cũng có thể chia sẻ cho người khác, đúng không ạ? Ví dụ như để có thể mà lan tỏa cái văn hóa đọc này thì mình làm xem nè, mày thử nhà mày không có quyển sách nào hết thì làm sao mày có thể truyền cảm hứng cho con mày, và mày mua sách này, mua sách mày làm quà cho người khác thì nó cũng rẻ hơn. Những cái khi mà thủ lĩnh Quang Minh nói với mình á thì mình ghi nhớ để mà mình có thể mình làm cái bài học của mình chia sẻ cho người khác. Cho nên là mình thấy cái chương trình này nó rất là tuyệt vời luôn. Cho nên là sẽ có cơ hội là phải đi lại cái hành trình tiếp theo nha. Tiếp theo nữa là không biết còn ai có muốn chia sẻ văn nghệ gì nữa không ạ? Nếu như không thì vẫn còn hai anh chị chưa có phát biểu. Chị Hạnh vô nè. Chị Hạnh vô nè. Chị Hạnh có một chị Hạnh tặng nhà mình. Em đi. Vô đất rất là đúng lúc luôn ạ. Em xin mời phần giao lưu về văn nghệ của chị Hạnh nha. Em xin mời chị Hạnh, là chị Hạnh có cần nhạc không chị? Cảm ơn Hương. Mình rất là xin lỗi mọi người đã phải chờ đợi, tại vì đưa đứa con đi khám bệnh mà bây giờ mới về tức thì luôn, nên là nhảy vô vung dung liền. Mọi người nhớ ở lại cuối chương trình nha, em sẽ có phần quà rất là đặc biệt dành cho tất cả mọi người. Hương ơi, chị sẽ không hát, hôm nay chị sẽ không hát mà chị sẽ có một vài đôi lời chia sẻ, giống như là mình đã học được cái gì qua cái hành trình này, mặc dù là đối với chị là chưa có hoàn hảo, thì mình chưa có hoàn hảo, nhưng mà thôi mình học được cái gì thì mình sẽ nói cái đó từ tâm, và mình sẽ có một cái bài thơ. Mình có một cái bài thơ mà mình cũng là tự động là ngồi học xong rồi những ngày trước đó, thì mình nghĩ ra thì mình làm. Thì hôm nay là, nói chung nó cũng là thơ tự do thôi, nhưng mà mình sẽ đọc. Thì bây giờ chị sẽ chia sẻ trước là cái cuốn nghề thầy, thì mình học được là
rất là nhiều. Trong đó là mình phải thay giáo từ khi còn rất là nhỏ, em bé khi mình có thai, có khi trước khi có thai nữa là mình đã chuẩn bị những cái khâu đó rồi. Và không phải là thay giáo là mình cứ mở cái nhạc mình nghe ở trên bụng giống như cô Hảo nói á, mà mình phải thay giống như cái câu là con vào dạ thì mẹ phải đi tu, đó là phải tu sửa cái bản thân, bản tính của mình. Và chị rất là tâm đắc cái câu mà tai không nghe tiếng tục, lòng không nghĩ điều tà. Thực sự là cái câu này nó thấm lắm, nếu mình ngâm cứu rất là kỹ. Tức là người, một người phụ nữ mà khi mà có em bé thì phải học rất là nhiều, từ những cái cách ăn uống, đi lại và nói năng giao tiếp, nó sẽ ảnh hưởng tới đứa con. Rồi có những cái khi mà em bé mình không, mình phải dành thời gian cho con. Thực sự là hai đứa con đầu chị mới đi làm và chị đã bỏ bê nó rất là nhiều. Và khi mà bây giờ đứa con thứ ba, chị làm y tế 17 năm mà chị đã nghỉ ở nhà trông nó là một điều đứng đắn. Và đến bây giờ học cái bài này nữa là mình không còn phải suy nghĩ, mình không còn buồn là cái chuyện tại sao mình phải nghỉ nhà trông con nữa. Và giai đoạn từ 0 tới 10 tuổi là giai đoạn cần nhất đối với con. Mình chỉ cần 7 năm đầu đời, và sau đó mình thả nó, giống như thầy cô nói trong bài học, mình thả nó thì là mình đã bắt đầu rất yên tâm rồi. Tức là nó có gốc, cái gốc, cái rễ nó tốt thì nó lên hoa trái, nó sẽ tự tốt. Thì chị có cái bài, cái người thầy thì chị có nhớ được từng đó thôi. Còn cái cuốn về cái tôi tự học á, thì nó đối với chị nó được nhiều giá trị lắm. Tại vì đối với con người của chị mấy chục năm tuổi đời rồi, không biết đến đọc sách, mà bây giờ mình phải tập. Thực ra là mình cảm thấy là nó cũng vẫn là chưa muộn, vẫn còn rất là may mắn khi được vào cái chương trình này. Lúc đầu tiên chị chảy nước mắt không, chị nghe mấy cái câu từ tâm á, để tim lên mà quay lại chính mình, là tự nhiên mình cảm động, mình được chào cờ, mình rất là thấy rất là hạnh phúc, mà rất là có trong cuộc đời này còn rất nhiều điều rất là có ý nghĩa đối với bản thân mình, mà mình lâu rồi mình không nhận ra, mình cứ đi làm, mình không có gọi là phát triển bản thân. Và đấy là đúc kết ra là mình cứ mãi theo đi làm, mà mình chỉ làm chuyên môn thôi, mình không quan tâm gì về đến những cái phát triển đó, là nó sẽ mất cân bằng, giống như trong sách có nói. Và học thì phải học từ bắt đầu từ dễ tới khó, rồi từ ít tới nhiều, rồi học với một cái tâm thế rất là thư thái, thoải mái, giống như thầy qua thủ lĩnh Quang Minh có nói. Và trong cái bài của cái thầy hôm bữa thứ tư là thầy có nói là nhìn cái con vật của thầy, nhà thầy, chó với bạn chó và bạn mèo chơi với nhau, mà thầy nhìn ra một bài học về tình yêu thương. Và hai con chó con mèo thường thường nó rất là hay đánh nhau, nhưng mà sao nó lại thương nhau, nó chơi với nhau. Và từ đó mình về nhà ha, mình nhìn cái gì mình cũng thấy là mình học được bài học. Chứ trước kia khi mình chưa nghe thủ lĩnh giảng là mình không có học bài học gì, mình không có đầu, mình không có suy nghĩ đâu. Và bây giờ mình đang nuôi hai con chó, mình cũng nhìn thấy là một con chó tính nó khác, con chó kia nó lanh, còn con chó kia nó rất là hiền mà nó rất là tham ăn. Đấy, thì giống như hai đứa con của mình á, mình sẽ có cách dạy khác nhau với những đứa này. Những đôi khi những cái đứa mà nó, con chó nó kêu kêu to đấy, mình phải dạy nó cách khác, và cái đứa này nó mình dạy cách khác. Thế là mình nhìn ra bài học. Kể cả hai con chim nhà mình cũng có hai con chim nữa, nó ngủ, nó ngủ sát vào nhau rất là thương luôn. Mình sáng ra mình lên mình nhìn nó, tối mình nhìn nó, mình nói con chim mà nó còn có tình yêu thương, mà nó còn phải, tức là nó phải có cái thời gian tiếp xúc với nhau thì nó mới có tình cảm. Thì con người mình cũng y chang như vậy. Rồi mình cũng học được ở cô Hảo. Cô Hảo là cái lối sống giản dị, mà cái đó là rất cần cho cuộc sống bây giờ. Trước đó mình cũng hơi cầu kỳ về các kiểu như ăn mặc hay là bề ngoài, rồi cái gì phải là hoàn hảo thì mới được. Nhưng mà rất là hâm mộ khi mà cô nói đến cái phong cách giản dị đó, mặc dù là mình phải thực tập rất là nhiều. Và nói chung là mình học được rất nhiều ở đây, cho dù là
mình vẫn cảm thấy là mình chưa làm tròn cái những cái gì mà ban giám khảo ban tổ chức đã dày công phụng sự cho đi vô điều kiện, như là Tâm Mạnh dậy sớm, rồi chị Hiền Sâu, rồi Diễm, rồi Mục Vân Vân là MC quốc dân. Nói chung là nghe rất là thích, rất là quý, thật sự là rất là quý. Đó là những cái chia sẻ tạm thời, nó cũng chưa được hoàn hảo, nhưng mà đối với chị nó rất là ý nghĩa, và chị sẽ từ nay mình sẽ yêu sách hơn. Rồi mình được thiền cái bài sách đó, mình cũng thấy rất là tuyệt vời. Cái trí tuệ đó mình chưa bao giờ gặp. Và mình sẽ, nếu mà sau khi rời hành trình này rồi, mình sẽ duy trì cái việc đọc sách mỗi ngày. Và tâm đắc nhất là thầy Quang Minh nhắc đi nhắc lại nói là dành thời gian gọi là linh thiêng, thời gian linh thiêng để đọc sách. Đó là cái rất là quan trọng. Bởi khi mình đọc sách với cái tâm thế mà mình bận rộn thì mình sẽ không có lãnh hội được nhiều trong những cái điều mà tác giả muốn nói tới. Thôi, cái phần chia sẻ cũng đến đây là cũng hơi hết nha. Thì chị xin đọc một cái bài thơ mà chị tự nghĩ ra, chị sẽ đọc nhé. Cái đầu đề chị sẽ cho nó là chưa bao giờ là muộn. Hôm nay cái giọng nó bị bệnh, nó hơi bị khàn, nhưng mà thôi cố gắng. Cố gắng thì mẹ cái cửa coi. Hơn 40 tuổi đời chẳng biết đến đọc sách, nay nhờ văn hóa đọc tôi rèn luyện thân tâm. Cảm ơn chị Huyền Sâu cùng Tâm Mạnh dễ thương. Cảm ơn thầy Quang Minh cùng cô Hảo chiều mến. Có những ngày dễ vui tôi muốn dừng cuộc chơi, nhưng nỗi đau thôi thúc vượt qua bao khó khăn, tôi tiếp tục hành trình. Học nữa học mãi, học để hiểu để hành, học san sẻ yêu thương, học lan tỏa tử tế, sống cuộc đời an vui, dù thức khuya dậy sớm. Vì nhiệt huyết đam mê, tôi xin hứa từ tâm, sống một đời an vui, phụng sự và cho đi với tâm hồn an nhiên. Chị xin hết ạ. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Hay quá chị ơi. Trời, xuất khẩu thành thơ mà hay quá luôn á. Cái thơ này tự nói ra, có hôm học xong á thì mình nằm xuống, xong rồi mình ngồi dậy. Có hôm mình sợ quên thì mình ghi âm lại, xong hôm sau mình đọc. Nói chung là còn ý tưởng cũng khá nhiều, nhưng mà thời gian quay cùng với con rồi chưa có nghĩ là sắp xếp lại được. Cảm ơn cả nhà. Thật sự là rất là xúc động luôn ạ. Với những chia sẻ mà chị đã nhận được từ chương trình á, sau khi mà nạp xong rồi còn lại biết làm thơ đó chứ. Rất là tuyệt vời luôn, một sự chuyển hóa rất là lớn quá chị. Thế bây giờ còn anh chị nào mình muốn chia sẻ nữa không? Thường trong một cái chương trình em thấy như vậy, là tức là ban đầu mà kêu chia sẻ nha là không ai chia sẻ hết, nhưng mà bắt đầu có người chia sẻ rồi á là những người sau bắt đầu ý này tôi cũng muốn nói, là tôi cũng nói. Nhưng mà thật ra là tại bây giờ nó hơi bị cháy giáo án rồi, đúng không ạ? Nó hơi trễ giờ rồi, cho nên là còn vài phút nữa mình sẽ chơi game. Không, còn anh Nam nữa đó. Còn Nam với Tiến nữa. Nam hả? Đi Tuyết nữa. Em nào hỏi là còn ai muốn chia sẻ nữa không? Muốn chịu vô tay. Em hỏi xong rồi em kết luôn. Nhanh lại. Ok, dạ em xin lỗi. Em xin lỗi anh Nam. Anh Nam hồi nãy anh Nam ghi gì nóng sốt à? Ai bị nóng sốt? Và em mời lên đây sẽ anh Nam nha. Dạ. Thì hôm nay cũng làm cái ngày khá là đặc biệt. Tôi thấy khi đi vào biết đến hành trình này là cũng tình cờ vào đến cái kênh YouTube của thầy Tình Quân, cũng trong cái lúc mà trỗi lên muốn nghe những cái gì chia sẻ của thầy, đùng cái là thấy được cái link của cái liên kết vào cái hành trình này,
thì bản chất mình là xưa giờ là cũng rất là ít đọc sách, nói thật. Cái dân mặc dù là dân bên kỹ thuật nhưng mà cũng ít, mà vào thấy có những cái buổi mà lúc đầu á, cũng như bạn á, là lúc đầu tôi nghĩ là một tuần là ba hôm thôi, mà sao vô bắt đầu thấy ngày nào cũng đi học đến giờ tôi thấy cũng đuối á. Lúc đầu là cái tuần đầu tiên thật ra là cũng là muốn ao á, chịu không nổi, mà cũng nhờ là chị Phương, Phương với đi kết lại các thành viên trong trong nhà, đồng viên nhắn này nhắn kia rồi tôi là thấy thôi có thử. Cho nên là tới cái hành trình của mình là thấy mầm khoai rất là nhiều. Khoai giờ bữa nói chị Phương mà bây giờ khoai có thể xuất khẩu được mà, xuất khẩu chính ngạch luôn á, chứ phải lợi. Thì về cái hành trình cũng cái phần này, các cái buổi học biết được cái nội dung mà chia sẻ của Gia, không nghĩ được là có những cái hành trình mà Phi mà có cái khả năng được tiếp cận những cái kiến thức nó rộng thế. Cái này là thật ra thì nó rất là hay, có những cái mình chưa bao giờ tiếp nhận được, mặc dù cái đó là bình thường thôi, nhưng mà khi mà không có ai để có thể nghĩ lại tổng kết lại. Rồi cái khi mà tham gia có những cái buổi đó là cái chia sẻ của cô Gia Minh Hảo trong cái quá trình mình làm cái cách mà tôi tự học đó, có cái buổi dạy về là cái lối sống là đơn giản. Thì mình đúng là mình thấy dù là mình là nhiều khi đi làm cái gì đó, mình cũng muốn là đơn giản thôi, ví dụ cái đồng phục để đi làm, rồi đi về là may thì cũng may một số bộ là may đo là y chang hết để cho nó chọn mà đi làm cho nó nhanh gọn, mà thấy là vẫn còn chưa được, vẫn muốn đơn giản nữa. Mình nhiều khi là nghĩ là ở đời á, đi ra xã hội có nhiều người cũng nhìn là nhiều khi người ta đánh giá vào cái bề ngoài. Qua cái này là mình cũng thấy được là mình cũng có cái gì đó mình đang đi đúng hướng tí, không phải là chỉ là lạc lõng trong cái xã hội này cũng đỡ. Nó thật là như thế, nhiều khi là mình nghĩ là mình muốn đơn giản thì là cái cách nhìn nhận của xã hội trên không vấn đề giao tiếp. Nhiều người đó thích là cuộc sống là phải chân lên để đi làm ăn, đi giao tiếp quan hệ với đối tác, mình cũng hay tương tác nhiều, cho nên là thấy cái đó mình thấy là có lẽ là vẫn còn ở đâu đó cũng rất là nhiều người cũng giống như mình, chứ không phải là mình là đơn độc. Cũng may là cái đấy. Và mình đã đang muốn là cho con mình có một bé rồi, thì lúc đầu vào là cũng muốn cho bé để thấy là cái dậy sớm đó nè. Một cái là dậy sớm, hai là muốn bớt cái chơi với xem cái màn hình phone để cho nó thấy là mình thích thì nó hay hơn. Và cái thứ ba nữa là bây giờ qua cái buổi chia sẻ của Nhân Minh Thảo, mình cũng muốn để cho bé là gần với cái cuộc sống đơn giản. Qua cái chương trình này thì cái phần đấy là mình thấy rất là hay. Mình thích hát phần của mình. Và cái này thật ra là rất là cảm ơn chương trình, ban tổ chức và nhóm nhà 556 chị Phương, các bạn. Hôm nay là biết thêm cả nhà 55 nữa, thì mong là một ngày không xa đã được hội ngộ. Hôm nay là cũng hơi buồn, không biết là sau cái hôm nay thì những thành viên của mình đây nè, sau buổi hôm nay tốt nghiệp rồi thì có được vào để xem lại các cái nội dung tài liệu hay là cái gì này, của cái hành trình này không, hay là xong cái là bạn tổ chức mình của hành trình là
cắt off hết là chúng ta tiếc. Xin cảm ơn. Dạ, đó là băn khoăn của anh Nam và chị Phương. Thật ra thì ban tổ chức gọi là lan tỏa văn hóa đọc mà, cho nên là những cái video đó mình sẽ được xem lại. Mà anh có nhớ link để xem hay không đó nha. Và một người cuối cùng, một người đã sáng tác, một người đã chế thơ rất là hay. Em xin mời lên đây anh Quang Tiến. Xin mời được nghe những chia sẻ của anh từ chương trình ạ. Dạ, xin chào cả nhà. Từ đầu đã làm MC bất đắc dĩ, cũng được trình bày hoàn cảnh sáng tác, chế tác bài thơ. Giờ xin được chia sẻ cái cảm nhận của mình trong cái hành trình mình học gần 2 tháng, hơn 2 tháng, nếu mà đúng hơn 2 tháng. Thì trong cái quá trình mình học thì cái sự mà thay đổi chuyển hóa bản thân thì thấy thực sự là rõ rệt ngay bản thân trong gia đình. Ví dụ như là sau khi mình có một cái buổi là ở trên ban tổ chức là yêu cầu là gia đình mình phải chụp hình một cái góc mới trắng trở, mới sắp xếp cái việc học, là sắp xếp nguyên một cái dãy bàn là nguyên cả gia đình luôn. Thì để khi mấy đứa nhỏ, mấy đứa con về, nó nhìn cái góc đọc sách là toàn bộ cả gia đình chung. Cho nên là cái việc mà gây dựng cái việc học và việc đọc sách của cả gia đình thì nó phát triển rõ rệt. Thì cái việc mà tối nào mà ba bận mới lỡ đi nhậu về trễ thì mấy đứa nó không tự lên, nó không đọc sách. Cho nên cái việc đó là nhận được giá trị rất là nhiều từ cái quá trình mình học. Đó là cái việc chuyển hóa của gia đình. Cái thứ hai nữa là cũng thực sự cái quá trình mình học, mình cũng có học được rất là nhiều trong cái vấn đề mà xây dựng đội nhóm, hoặc là các cái góc nhìn để mình cũng ứng dụng vào trong cái lĩnh vực công việc của mình. Thực sự là cũng giải quyết các cái vấn đề của công việc nó dựa trên một cái cũng học được nhiều là những cái chia sẻ về mặt nhân quả. Thì mình luôn luôn mình cũng đặt những cái câu hỏi, xong rồi mình giải quyết các cái vấn đề cùng với các cái thành viên trong đội nhóm của trên công việc. Thì cảm thấy cái hiệu quả, rồi cái cách mình nói, mình diễn đạt nó sâu sắc hơn, nó dễ hiểu hơn, thì cũng thấy một cái sự tiến bộ của mình. Cho nên thấy cái đội nhóm của mình cũng có thấy cái sự tiến bộ hơn. Thì đúc kết lại cái quá trình mình sau 2 tháng mình tự học, mình được học vào cái hành trình K6, thì mình lại nhận được thêm rất là nhiều cái bài học. Qua 2 cuốn sách mà Nghề Thầy với là Quyển Tôi Tự Học, thì thực sự những cái cuốn sách này là về mặt lĩnh vực mà sách tinh hoa. Và khi mà sách tinh hoa rồi là mình đọc qua một lần thì chẳng qua để mình có được những cái khái niệm thôi. Là mình chỉ nhìn được những cái khái niệm thì mình sẽ tâm đắc những cái khái niệm nào đó, rồi bắt đầu mình mới dần dần mình mới đào sâu lại. Ví dụ giống như ngay cuốn sách Tôi Tự Học này, thì nếu mà mình đọc qua đọc về 2 lần giống như trong quá trình mình học thì mình vẫn chưa hiểu hết được. Thì mình muốn học được một cái vật vẫn thì mình muốn đào sâu được một cái việc gì đó nữa thì mình phải nghiên cứu từng chương một lại. Là có nghĩa là một chương đó là mình phải đọc ra thêm khoảng cỡ, theo mình nghĩ chắc phải 4-5 lần nữa, thì khi đó là chắc mới thấm được cái những cái sách này, vì thực sự nó rất là khó. Nhưng mà mình cũng biết được những cái khái niệm rồi, mình đã có những cái định nghĩa rồi, nhưng có những cái tổng quát rồi, cho nên bây giờ để khi mình đào sâu thì đã có sẵn cái phương pháp, thì cứ thế mà mới đào thôi. Coi như là mình học được 2 cuốn sách này là giống như một cái câu là lùm được bí quyết rồi đó. Cho nên rất là cảm ơn cái chương trình Hành Trình Văn Hóa Đọc và cảm ơn ban tổ chức. Rồi cùng một lần nữa cảm ơn chị Tuyết Phương và toàn bộ các bạn trong nhà 5556. Thì cũng biết nói gì hơn nữa, thì chỉ biết cảm ơn vậy đó. Biết ơn. Rồi xin hết. Cùng con thêm một phần nữa là tiết mục văn nghệ. Có cái bài hát mà vì rất thích cái bài hát là đi học, cho nên mới chế ra cái bài đi học vào K6.
Thôi giờ cũng cân nhạc như cũng xin hát một vài câu trong cái bài hát ca sáu. À. Nhạc không anh? Nhạc nhẹ không anh? Nếu mà có thì tốt. có cần karaoke lên không ta? Đúng rồi, anh chia sẻ đi, karaoke lên nghe cho nó hay. Hoặc là anh mới nhạc bên đó đó, bên này nghe luôn. Cỏ xòe ô che nắng dẫm mát đường em đi, hôm qua em tới trường mẹ dắt tay từng bước, hôm nay mẹ lên nương một mình em đến lớp, hương rừng thơm đôi vắng nước suối trong thầm thì, cỏ xòe ô che nắng dẫm mát đường em đi. Xin hết ạ, à, hát được có một câu mà cái bài này nóng vô nhạc. Tuyệt vời quá à. Trời dễ thương quá trời luôn, mà sao thích cái bài này vậy? Có sự thích gì không anh? Thì chắc là hồi xưa nhỏ nhỏ là đi học cũng có đại khái người mình đang lạc về trong cái thời kỳ hồi xưa mình đi học nhỏ nhỏ, vậy mình có cái những cái cảnh đó. Không, khi mà nghe anh hát á là tự nhiên em nghĩ em hình dung tưởng tượng ra cái cảnh đó luôn á. Rồi, cảm ơn. Ok, à, bây giờ nhà mình có còn muốn chơi game nữa mà, hay là mình giao lưu văn nghệ tiếp à? Em nhà cho em ý kiến nha, không mấy thì mình chơi game nha. À, trước khi mà mình chơi game á thì anh Luân nó mất tiêu rồi ta. Thì nhà mình chụp hình nha chị Phương nha. Nhà mình chụp hình. Hồi nãy giờ mình thấy ai cũng chia sẻ hết rồi đó chị MC, thiếu là chưa chia sẻ đó. Đừng đổ về thôi. À. Thấy. À. Mời chị Phương. Dạ. Chị Phương nói được không? Chị Phương nói chuyện được không? Mẹ ngu với gà. Chị Phương mày. Rồi chị đó. Nói nha. Chị cảm ơn mấy em. Thực tế thì bữa nay nghe ai cũng cảm ơn nhiều quá, thấy cũng ngại ngại. Thực ra thì chị cũng có số thiếu sót là cái phần mà khi mà chị đưa mấy em khoảng ở giữa mấy tuần gần sau á các chị. Chị thấy mấy em biết hết rồi, im hết rồi, cái chị không có theo sát nữa nên không có nâng đỡ khi cần, ra tỷ lệ tốt nghiệp của mình hơi yếu. Như bữa hôm nay đây mình thấy nếu mà mình nỗ lực ngay từ đầu á thì chị, bản thân chị, nếu mà chị
có truyền động lực thêm thì chắc đến giờ này chắc cũng ổn hơn. Thì chị cũng thấy là giống như cái học á, thì mấy em có nói là học sao, thì thật ra là một cái sau này chúng ta cứ chiêm nghiệm, thật ra cái gì ngay bây giờ á thì vẫn hay hơn. Đúng là lúc đó chúng ta sẽ nỗ lực, tức là khi mà chúng ta kết thúc hành trình rồi, chúng ta sẽ không bao giờ có thời gian để chúng ta quay lại để học. Và khi hoặc là nếu mà chúng ta có thời gian quay lại để học thì cũng sẽ không có cái không khí, cái tình huống mà để chúng ta có áp lực để mà học. Chúng ta sẽ cảm thấy lúc đó chúng ta sẽ có so sánh ngay thôi, như bản thân của chị nè, chị cảm thấy như vậy á. Thành ra chị cũng nói trên tinh thần này thì chị cũng thấy chia sẻ của Hương là chân thật với chính mình và tự hào với chính mình. Thì thực tế thì lúc đầu chị cũng cảm thấy là giống cũng để cho mấy lớn hết rồi chị nghĩ, nhưng bản thân chị thì chị học thì cũng như vậy nha, chị cũng để. Thì khi mà chị đi làm ban phụng sự á thì chị cũng nhìn lại là mình, chị đang học ở một cái góc cạnh khác, tức là chị, bản thân chị thật ra cái hôm nay là bứt phá mọi giới hạn, thì không phải là mấy em tốt nghiệp mà chị cũng đang tốt nghiệp của một cái hành trình riêng của chị. Như khi mà chị tốt nghiệp K năm á là một cái hay một góc, ở một cái góc nhìn khác. Và khi chị lấy cái góc nhìn đó, chị đi vào cái phụng sự của K6 của mình á, chị cứ áp dụng là mình học như thế nào, mình cảm thấy mình nhận được thế như thế nào, thì mình cảm thấy thì mấy em cũng sẽ ok, sẽ đi được như thế đó. Chị không có đứng trên cái góc nhìn của ở đúng một cái góc của người phụng sự, mặc dù là chị biết rằng là chị cũng tận tâm hết lòng rồi đó, hoặc là nỗ lực rồi mấy em nói là mấy em ấy, nhưng mà ở cái góc độ của chị á, thành ra không biết là cái tiếp tục cái sau hành trình này á, thì chút mình chia sẻ thì mình cũng không biết là mấy em sẽ quay lại học K7 hay là quay lại theo phụng sự, hay là mình cảm thấy ok rồi mình kết thúc ở đây, thì chị cũng không biết, hay là mình tiếp tục để mình cứng hơn, để mình mở một cái Zoom như thế này nè. Tại sao mà ban tổ chức bắt buộc mình mở cái Zoom rồi mời nhiều người, là ý là mình có một cái, mình có khả năng để mà mình tự tạo cái Zoom họp ở gia đình hay là ở một cái cộng đồng nào đó đó. Thành ra là bữa hôm nay thì tự mọi người cũng nhìn nhận mình cũng sẽ, mặc dù mình tới đây mà mình cũng sẽ, mình cảm nhận mình bứt phá thêm một cái gì đó rồi vậy đó. Mình có mặt mình hiện diện thôi, chỉ cần mình hiện diện thì mình sẽ làm một cái gì đó, cũng như mình không có làm gì, mình chia sẻ ở đây là mình cũng có một cái, thì cái không khí nó hợp ngay bây giờ nó khác. Mình, chị cũng cảm thấy như Đạo Phật nói ngay bây giờ á, thì nó đúng là mình có ngay bây giờ thiệt, nhưng mà có những cái mình cũng để lùi lại phía sau. Mình cũng biết là mình nỗ lực, nhưng mà khi mình đi rồi mình cảm nhận ngay bây giờ nó vẫn là có cái gì đó nó ấy. Thì chị cũng cảm ơn bài đi học của Tiến với giọng đọc truyền cảm hứng của Ngọc Tiến, rồi cái bài chia sẻ của Hạnh, như thiểu dục chi túc của cô Hảo nè, thì đơn giản và biết đủ. Thực ra hai cái này đi ra ngoài đời sống đó, mình cũng rất là hữu ích, mình sẽ sống hạnh phúc hơn. Và như bài thơ của, và cái bài thơ từ tâm của Hạnh cũng rất là cảm xúc. Rồi cái lời mời của Nam nè, offline, thì Nam thì ít có biểu, nhưng mà cũng cảm ơn Nam là giúp chị
truyền thông. Thì Nam cũng là người sống ngoài tâm nên cũng hôm nay cũng có giọng hơi buồn khi mà kết thúc một cái hành trình. Thì về để cuối mình coi mình có thống nhất nhau một cái gì không. Có mở một cái Zoom đọc sách hay là có mở thư viện hay có cái gì đó, cái mấy đó lớn lao quá thì cái mình có muốn quay lại học cao 7. Thực ra có nhiều bạn quay lại cao 7, có nhiều bạn là quay lại học hai hành trình á, thậm chí là học luôn học hai hành trình xong rồi học văn hóa vùng cao rồi học quay lại học mấy lần luôn. Tại vì cái cuốn sách tự học cũng khi mà mấy bạn đọc xong thì mấy bạn cũng phải cảm thấy là cuốn sách đó rất là khoai, rất là nhiều cái tâm huyết của tác giả ở trong đó về cái tự học nội, cái biện chứng phản biện đồ, những cái đó là rất cần trong cái cuộc sống kỹ thuật số ngày nay nữa. Kỹ thuật số ngày nay có nhiều cái thông tin đó, mình không có rõ ràng, quá nhiễu loạn thông tin, thì có những cái trong cuốn tự học. Thành ra là chị cũng ở các em có thời gian đó, thì chị có tạo một cái bình chọn đó, sách đó. Chúng ta vào chúng ta bình chọn người chia sẻ, thì chúng ta vào chúng ta bình chọn, thì chị cũng chọn, chị đi suốt ngày nay chị cũng đi chọn sách, mà cuối cùng chị cũng quay về các cuốn sách của cụ Phương Gia Nguyễn Nhân Di Cần, vì thực ra là những cuốn sách đó đó mở mic cho chị ơi mở mic chị, nó vào nó rất. Chị nói lại, như nguyên bữa nay chị đi kiếm sách lục trên mạng rồi ra nhà sách, thì cuối cùng chị cũng quay về lại bộ sách của cô Giang Nguyễn Như Cần để tặng mấy em. Thì tại vì cái bộ sách đó đó ở những cái cuốn khác á nó vẫn rất là hay. Còn các cái chương trình khác của BKE thì chị cũng học, chị thấy các cái gọi là các cái thủ lĩnh của các cái chương trình á, các leader của các chương trình á đều có mặt ở trong các cái chia sẻ của các Zoom của mình luôn. Thành ra là chúng ta nhìn cái nội lực thì chúng ta cũng biết, ví dụ như anh Thành Bao Dung của Chánh Kiến thì cái nội lực của bên BKE thì chị thấy là phải học Chánh Kiến á. Đó là nền tảng, cái khóa nền tảng của BKE rất là hay. Rồi nếu mà trong cái mình mà còn trẻ với còn những cái để mà phá được cái băng trong mình á thì nên học là phá năng suất của anh cũng Quang Minh đó, mà gì Đỗ Quang Minh cái gì Vũ Quang Minh hay anh Vũ Quang Minh, nhà mình có thêm một Quang Minh nữa đó. Của Tiến nè, bé Quang Minh. Thì đó là chị chia sẻ. Rồi thôi, cái đó chị cũng kết thúc cái phần chia sẻ của chị. Với chị hỏi chung cả nhà nè, bữa nay giờ này rồi, chị mấy anh em nhà mình có muốn nghe một cái góc nhìn của ban tổ chức không? Dạ sẵn sàng chị. Chị mời ban tổ chức vô rồi hả? Không chưa. Tại vì chị sao? Có. Dạ có. Rồi để dạ, chị mình mời chơi chị luôn mà chị, không sao hết. Rồi để chị thôi. Rồi chị để mấy em tiếp tục chương trình đây, còn cái mời để chị gửi tin cho chị sau, chủ yếu chị quyền sau chứ vào thôi. Dạ. Rồi, nào, à, mời người cuối cùng nha. Mọi người cuối cùng nha, Đặng Ngọc Tuyết lên cùng chia sẻ hành trình của mình. À, biết ơn chị Hương đã gọi tên em. Em là người cuối cùng trong hành trình này, có vẻ là chắc chắn rằng là em là người là hết lương thực trong lễ ngày tốt nghiệp ngày hôm nay.
Mặc dù lương thực không còn, nhưng đối với em thì điều đó không phải là vấn đề. Vấn đề là em có mặt ở đây cùng với các anh chị là một cái nhân viên rồi. Mình là cũng mấy kiếp luân hồi mới gặp được nhau. Em chia sẻ trước khi vào hành trình này thì trước đó là em là học viên của khóa trước là K5. Thì K5 hành trình thì nó cũng cái cường độ của bài tập á, thì nó cũng giống như ca nào cũng như ca nấy hết á. Theo như em cảm nhận là như vậy, tại vì cái khối lượng bài tập nó rất là nhiều. Tuy nhiên á, là K6 này ban tổ chức có thay đổi là vẫn cho mình một cái cơ hội để mà mình có thể không có bị quá, ví dụ như là mình tham gia cái buổi đó nhưng mà mình chưa làm bài tập hay là mình chưa điểm danh hay đại loại là gì đó, thì ban tổ chức vẫn cho mình cái cơ hội là 72 giờ. Thì cái đó là em ghi nhận là một cái sự kaizen rất là tốt, rất là gọi là em không biết dùng từ gì hơn, nhưng mà nói chung là cái đó là một cái cơ hội để cho những cái học viên mà lỡ làm quên hay như thế nào đó thì vẫn có thể sửa đổi được. Thì giống như cuộc sống trong hành trình, nó giống như cuộc sống của mình vậy đó. Có những lúc mình làm lỡ hay là có những lúc mình quên đi thì mình cũng chậm là một chút, mình nhìn lại thì mình có vẫn còn cái cơ hội để mà mình sửa chữa. Và cái mặc dù là hết hành trình rồi và hai quyển là người thầy với lại tự học đó, tôi tự học đó, thì em chỉ tự học thì em chưa có đọc hết, thật sự là như vậy luôn, liêm chính nội tâm luôn, là em chưa đọc hết và em chỉ đọc được một vài chương thôi. Còn mà cái cuốn người thầy á thì có một cái cảm xúc của em đối với người thầy là em học được một cái điều rất là quý giá và ứng dụng được thực tế trong cuộc sống luôn. Và mới vừa rồi hồi nãy luôn là em mới chia sẻ với con gái của em luôn, là đại loại như là trong mỗi người chúng ta luôn luôn có tính lành đó, nhưng chi sơn tính bản thiện. Thì em có chia sẻ với con gái của em, tại vì cô bé mới vừa có một cái chuyện nội bộ ở trong trường, trong lớp. Thì sau khi hỏi nguyên nhân và cái kết quả thì bạn ấy đang có vẻ giống như là bức xúc với một cái người bạn của ngồi kế bên. Thì em ứng dụng được cái tính lành đó vào cho bé. Thì thật sự đó là một cái rất là hay trong quá trình mà em tham gia hành trình. Và em thật sự rất là biết ơn chân thành đối với chị Phương. Cảm xúc của chị đang có vẻ là rất là dồi dào và rất là xúc động. Nhưng mà trong cuộc sống thì động lực thì không ai tạo cho mình hết. Nếu như mà một người khác tạo động lực cho mình thì cái người tạo động lực cho mình có thể là người ta có một cái ý gì đó và mình phải đi theo cái sự diễn. Nếu mà mình người đó tạo cho mình động lực thì mình lúc nào mình cũng sẽ đi theo người đó. Với một người đó, một khi mà người đó buông một cái rồi động lực mình ở đâu? Thì động lực chỉ có thể đến từ chính bản thân mình thôi. Thì mặc dù là không trực tiếp nhưng chị Phương cũng đã rất là gián tiếp trong cái việc mà cho chúng em được kết nối cùng với nhau. Thật sự mà nói là như vậy luôn. Nếu như ban đầu không có chị Phương thì các thành viên trong nhà 56 sẽ không thể kết nối được với nhau. Và đến khi cuối hành trình thì nhà 56 cũng có thể không thể liên minh với nhà 55 để có thể có buổi Zoom ngày hôm nay. Thành thật biết ơn chị Phương cũng như bạn Luân gồng gánh team rất là nhiều. Và có một cái kỷ niệm rất là vui muốn chia sẻ luôn là lúc mà làm bài tập tuần của nhóm thì thật sự là em rất là áp lực luôn á. Là khi mà em thấy Luân mà nhắn lên là áp lực quá, giống như còn hơn ở trong công ty nữa. Thật sự là rất là mắc cười. Dạ, em xin hết. Chia sẻ với cả nhà một lần nữa là chúng ta được chơi game rồi. Chơi game giờ mà có... Dạ, chơi game được không? Chơi game nó ngắn lắm. Nhưng mà tại vì nó là thành quả của em nghe suốt buổi chiều hôm nay cho nên em phải chơi. Có quà không? Chơi có quà cho chị. Được đó. Có quà mới cho chơi chứ. Chơi. Một phần quà rất là giá trị nha. Trên dưới 1 tỷ đồng nha.
Rồi em xin mời ban tổ chức ạ. Nhưng mà chị MC thông qua thế là chơi game chứ, chơi như thế nào đáp án đưa lên đâu chứ, để mọi người cũng biết. Mình sẽ có đáp án là mình sẽ thông qua phần chat trên ô chat nha, rồi em sẽ ghi lại kết quả là anh chị nào mà trả lời sớm nhất thì người đó sẽ là trả lời đúng và trả lời sớm nhất ha. nhiều câu trả lời đúng và sớm nhất thì người đó sẽ là người giành chiến thắng. Vui quá. Rồi. Em đã biết được bữa nay nhiều người chia sẻ dữ vậy. Nếu mà nhiều người chia sẻ quá thôi em nghĩ làm cái game luôn. Game mới là chị MC đọc nha. Đọc game luôn để mọi người cùng trả lời. Dạ yeah. Em được trả lời không? Dạ được. Nếu anh nhớ. Biết đâu ra hết rồi. Rồi mọi người chuẩn bị nha. Xin chào cả nhà, mình cùng đến với mini game. Anh cứ để cái tay đúng rồi. Rồi câu số 1. Hành trình kiến tạo văn hóa đọc khóa 6 khai giảng ngày bao nhiêu? Câu A thứ hai ngày 20 tháng 2. Câu B chủ nhật ngày 26 tháng 2. Và câu C thứ hai ngày 27 tháng 2. Em trả lời. Đây này, nhắn lên đâu chat nè con Hương. Nhắn lên đâu chat. Rồi em đã thấy người trả lời đúng rồi. Xin mời đáp án. Đó là câu C nha. Chúc mừng chị Hạnh. Em tìm mãi mới được cái nhạc này đó. Rồi tiếp theo nha, câu số 2. Giáo dục là cái gì mạnh mẽ nhất để thay đổi thế giới? Kha kha kha. À, xin mời đáp án à. Em xin chúc mừng anh Tuyến nha. Ủa? Đúng rồi. Chúc mừng anh Tuyến. Em mời đáp án ạ. Yeah, chúc mừng anh Tuyến. À, tiếp tục câu số 3. Con vào dạ thì ai sẽ đi tu? Rồi em xin chúc mừng anh Nam nha. Anh Nam nhanh nhất. Tuyến. Câu 3 là anh Nam. Rồi xin mời câu số 4. Đọc sách là để làm cái gì? Tinh thần trí não. Trời ơi sao nhà mình giỏi quá vậy ta. À, xin chúc mừng bạn Hương Thủy nha. Xin mời đáp án. Rồi tiếp tục câu số 5. Cái học cần thiết cho con người là cái học về thái độ, kỹ năng hay là bản thân? Xin chúc mừng anh Tiến. À, em xin mời đáp án ạ. À. À, anh Tiến là được 2 câu nha. Câu số 6. Làm gì cũng phải có chấm chấm chấm. Nhìn rõ mục đích rồi tìm đường. Đường. Cho
Câu này sẽ rất là dễ bị nhầm nha. Phương pháp. Rồi em xin mời đáp án ạ. Phương pháp. Phương pháp, xin chúc mừng chị Hạnh. Ủa, em có định có phương pháp luôn. Này. Cấp tiểu học là gì? Cấp tiểu học là dạy cho trẻ một mớ gì? Trời ơi, anh Tiến hay vậy. Em còn chưa đọc hết cái câu hỏi nữa. Lỗi kỹ thuật vậy, câu 7 mình bỏ qua nha mọi người ơi. Câu số 8 luôn ha. Tới cấp 8 trung luôn học đi. Là cấp trung học có sứ mạng là tu đạo, bồi dưỡng, nuôi nấng cái gì của con người? Rồi xin chúc mừng Đặng Ngọc Tuyết. Câu trả lời đúng là, xin mời đáp án. Yeah, chúc mừng Tuyết nha. Rồi xin mời câu số 9. .. Như một khu rừng có cây lá, hoa thơm, quả ngọt, suối, đất đá. Nhà trường, lớp học, tổ hợp. Câu này là em trích từ câu nói của anh thủ lĩnh Quang Minh. Nhà trường như một khu rừng. Đó là lớp học như một khu rừng. Được rồi. Xin chúc mừng câu B. Ý ta chọn ai? Ai chọn là câu A với câu C hết. Xin chúc mừng bạn Tuyết nha. Rồi câu số 10 này rất là quan trọng. Kho quân lương cách mạng có nói đọc là số mấy em bị bằng? Rồi câu trả lời, xin mời câu trả lời. Xin chúc mừng anh Tuyến là người nhanh tay nhất nha. Và cũng thông báo luôn, sẽ chúc mừng và rất là may mắn này là thuộc về anh Tuyến với 3 câu trả lời đúng. Mới một con. Chúc mừng anh Tiến, mọi người thả bông thả hoa cho anh Tiến đi. Em sẽ gửi phần quà này về cho anh Tiến. Xin mời anh Tiến hãy inbox cho em địa chỉ và số điện thoại của người nhận nha. Và chúng ta đã nhìn thấy sự hiện diện của ban tổ chức là chị Huyền Sâu. Xin chào chị Huyền Sâu ạ. Rất là cảm ơn chị Phương đã mời được ban tổ chức vào buổi Zoom lễ tốt nghiệp của nhà 55 và 56. Cũng rất là nhiều nhà đang tổ chức lễ tốt nghiệp, nhưng mà chị Huỳnh Sâu cũng đã dành thời gian để nhín chút thời gian để vào chia sẻ với nhà mình. Thì em xin được phép mời lên đây phần chia sẻ và phần đóng góp của chị Huyền Sâu, ban tổ chức hành trình ạ. Cả nhà mình nghe tiếng có rõ không ạ? Dạ có ạ. Nghe rõ. Cảm ơn nhà mình. Biết ơn nhà mình thì vẫn có một cái lễ tốt nghiệp ấm áp, nói chung là ẩn mình. Đúng không ạ? Tự mình thôi, không cần có sự chứng nhận hay là
chứng kiến của ai cả, ta chỉ cần ta thỏa mãn ta thế là đủ. Đúng không ạ? Không cần biết, nghĩa là chỉ cần mình với mình thế là được rồi ạ. Thế là biết rằng là mọi người thu được giá trị ạ. Quan trọng nhất là cũng hơi lúc đầu ấy ạ, thì cũng thấy cũng có sơ suất, đó là không để ý, không quan sát, không đồng hành với các bạn hết được. Có lẽ ở cái tận trong miền Nam xa xôi, em ở miền Bắc. Thế nên là cũng biết được trước đấy, nó khoảng một tuần rồi, thế nhưng mà thực sự là không đủ nguồn lực thời gian để bay vào cùng mọi người. Để đến sát nút rồi thì mới bảo rằng trên danh sách thì vẫn còn từng ngày, mà tại sao lại không tổ chức được thì thật là phí. Nghĩa là cả công sức 8 tuần chúng ta trồng, chăm bón, đúng không ạ? Công sức 8 tuần cũng vất vả lắm, chứ không phải là dễ dàng gì. Thế tại sao lúc thu hoạch quả lại không thấy thu? Đấy, thế thì cũng hơi một chút, một cái là không biết là nguyên nhân tại sao. Thì thực ra thì có thêm các nhà khác nữa, nhà 61, 62, chứ không cứ nhà mình đâu. Khi thấy mà một số các bạn rất là tinh tấn, mà thực sự là chức vụ ở ngoài đời thì rất là cao. Khi mà hỏi thì có sẵn sàng không? Lý do tại sao? Thì chia sẻ rằng là cảm thấy chưa chuyển hóa, thế nên là thấy cũng không xứng đáng để mà tốt nghiệp. Thế thì có chia sẻ rằng như thế nào là xứng đáng, như thế nào là không. Mình đợi mình có kiến thức ấy. Kiến thức hoặc mình đợi có một sự sẵn sàng thì nó sẽ cứ đợi mãi. Bạn cũng chia sẻ rằng là bây giờ bản thân không trả lời được là có muốn làm tốt nghiệp hay không, mà có muốn làm hay không. Chỉ cần trả lời là muốn, bản thân, không vì ai cả, vì bản thân mình thôi, là mình muốn. Mình có muốn hay không? Muốn nói là muốn, mà không muốn thì nói không muốn, mà chưa sẵn sàng nói là chưa sẵn sàng. Cách rõ ràng như vậy. Trong cuộc sống mình luôn luôn mình nhận diện, mình phải trả lời được cái câu hỏi đấy ạ. Chứ đừng thấy hay xong là cứ nghe, xong bà chưa sẵn sàng, chưa đủ tự tin, và đợi thôi, em đợi ca sau. Thì cũng biết đâu ca sau nó cũng lại vẫn lặp lại như bây giờ thì sao. Thì mình cứ mãi không làm đến tận cùng. Thì câu chuyện ở đây muốn chia sẻ mọi người là làm gì thì làm, mình hãy tận cùng với nó. Dù kết quả có ra sao, mình cứ trọn vẹn, làm mọi việc trọn vẹn với nó. Đôi khi có những sự vấp váp, có những cái mà nó bất như ý, nó lại đưa lại cho mình nhiều bài học. Cho mình nhiều bài học, giúp ích cho mình rất nhiều trong cuộc sống. Chứ không phải cứ vào một nhà mà tinh tấn xong là thuận buồm xuôi gió, đôi khi lại không cho mình bài học mấy đâu. Tưởng như kiểu hình thức rất đẹp á, nhưng đôi khi chưa có sự vấp váp trải nghiệm bên trong. Thì đấy là một số đời chia sẻ. Thì nhà mình đã tổ chức được như thế này rồi, thì gắn cái đường link và cũng làm nốt cái đề khảo sát cho trọn vẹn với hành trình. Thì mong rằng ạ, đây là mình đã được cho bản thân mình rồi, đúng không? Được cho bản thân mình rồi. Đôi khi ra cuộc sống á, mình thỏa mãn cái tôi của mình rồi, nhưng cũng cần có một cái sự gì đó ở xung quanh mình nữa. Thì mong rằng mọi người sẽ mở lòng hơn á, mở lòng hơn và hòa chung vào không khí cùng mọi người. Dụ như ở đây mình có cái lợi lạc này rồi á, mình cũng để cho mọi người khác cũng được hưởng, đúng không ạ? Chia sẻ cái niềm vui, cái quả ngọt, ví dụ như này chẳng hạn. Thì ban tổ chức hay gì đấy ạ, khi mà nhìn thấy các anh chị tổ chức được như thế này thì mừng lắm cả nhà. Nghĩa là có động lực hơn trong quá trình chúng em chạy tiếp hành trình, vận hành tiếp hành trình. Mang lại được thực sự có những cái gì đó, có chút gì đó lợi lạc, có chút gì đó phù hợp với các anh chị để có thể ứng dụng mang ra ngoài cuộc sống. Và coi đây nó như là một cái tấm khiên ấy, tấm khiên bảo vệ cho mình. Thêm những cái điều phù hợp để bảo vệ cái cuộc sống của mình mỗi khi bất như ý xảy ra, hoặc là biết cái cách hơn thì coi như nó tấm khiên thôi, chứ không phải là vào đây là vẽ vời ra hay là có cái vai trò là vai trên hay vai dưới gì đâu ạ. Ra là cũng là một cái sự đào luyện, chúng em cũng thế, chúng em cũng đang đào luyện bản thân, chỉ là cái vai trò ở cái là cái người đi trước thôi, là người đi trước thôi. Như các anh chị sau này cũng có thể hoàn toàn làm ban tổ chức như chúng em, thậm chí còn làm tốt hơn chúng em, đúng không ạ? Vì mình có cái sự trải nghiệm nữa rồi. Thì đấy là một số các cái em chia sẻ với cả nhà. Mong rằng cả nhà sẽ duy trì được điều này ra ngoài cái cuộc sống hàng ngày của mình, và mang được về gia đình mình, công việc, công ty,
chưa cần đến cộng đồng đâu ạ, chỉ cần thế thôi ạ. Cộng đồng thì chắc là mình sẽ cần thêm một chút nữa, cần thêm một chút nữa. Em xin cảm ơn cả nhà mình đã lắng nghe. Chị cảm ơn Quyền Sâu đến chia sẻ với hai nhà. Chị cũng đại diện hai nhà cảm ơn cái chia sẻ của Quyền Sâu về một cái góc nhìn khác. Thì cũng tới giờ phút cuối mới mời Quyền Sâu vào á, chị cũng xin lỗi cho cái sự thiếu trân trọng này của hai nhà. Thôi nói vậy thôi. Nó ít hiểu nhiều. Thì thật ra chị cũng biết Quyền Sâu rất là bao dung độ lượng, nỗi mới gửi thì Quyền Sâu cũng tranh thủ thời gian vào với hai nhà. Chị thay mặt hai nhà cảm ơn em nhiều. Cả nhà, hai nhà có em nào có ý kiến gì nữa không với chị Quyền Sâu nha, tranh thủ nha. Rồi cả nhà mình cùng nhau chụp tấm hình nhé. Đúng rồi, tranh thủ. Em đếm thôi, khỏi đếm em bây giờ. Mình có chụp theo tư thế không? Tại nay là lễ tốt nghiệp mình đó. Mọi người có đội nón tốt nghiệp được không ạ? Mở lên. Em đếm 1, 2, 3 rồi em sẽ chụp hình nha. 1, 2, 3. Mọi người chờ tí xíu em để em kiểm tra cái. Dạ rồi, ok rồi mọi người ơi. Dạ, cảm ơn cả nhà. Biết là phần chia sẻ của chị Huyền Sâu lúc em bị hơi mất tập trung tí xíu. Do nhà có thằng bé nó đang tắm. Dạ. Mọi người có cảm nhận gì khi với phần chia sẻ của chị Huyền Sâu mà em thấy hình như chị Phương đang vừa rất là xúc động đúng không ạ? Thật ra thì chị đi K5 với chị Huyền Sâu thì chị cũng hiểu tánh của chị Huyền Sâu, là chị sống rất là tình cảm với cái khối lượng công việc cũng rất là nhiều. Nói chung là chị Huyền Sâu rất là bao dung. Thành ra anh em nhà mình á, có cái gì á thì mình cứ chia sẻ trong hành trình nữa, chứ đâu có phải bữa nay không. Mình có gì hồi nãy nhắc chị Huyền Sâu quá trời luôn, ai cũng nhắc, bây giờ tự nhiên không, chị Huyền Sâu, thật ra chị Huyền Sâu không biết có thời gian để coi lại để nghe không nha. Ngay có gì gửi trực tiếp thôi, nãy như nãy chị có chia sẻ đó, ngay bây giờ đừng để lại. Đấy, nếu như là cả nhà mà đã gọi tên nhiều từ trước rồi thì nếu như không thì sẽ xem lại bản record sau. Thế còn nếu như mà muốn nhanh nóng hổi truyền trực tiếp thì có thể chia sẻ trực tiếp ạ. Dụ như hành trình có quá sức với mình không, hay cảm thấy cái phần nào nó chưa hợp lý, nhà mình cũng có thể chia sẻ. Hoặc là cảm thấy phần nào làm tốt rồi thì nên duy trì ở ca sau ạ. Thì tất cả cái sự đóng góp của mọi người ở đây nó không có đúng có sai ạ, mà chỉ là sự phù hợp. Hoặc là cảm thấy là ôi trời ơi, mấy cái đấy các chị vẽ ra em thấy khổ lắm chẳng hạn, đúng không ạ? Cả nhà mình cứ chia sẻ một cách mở lòng nhé, vì chúng ta vào đây không có phán xét đúng sai, mà chỉ là chia sẻ góc nhìn của mình thôi ạ. Em xin mời anh Trọng Chi. Chào chị Huyền Sâu. Thì sau khi mà kết thúc cái khóa học thì nói chung nãy giờ thì đội nhóm ở đây thì cũng đang băn khoăn cái vấn đề là những cái bài học chia sẻ của nhóm á, thì có còn được lưu lại và mình có được vào để tham khảo lại cũng như học lại không chị Huyền Sâu ha? Dạ được ạ, nó vẫn cứ ở kho báu đấy thôi ạ. Thậm chí mình có thể vào các kho báu khác mình xem, nhưng mà tốt nhất là chỉ xem ở cái ca của mình thôi để nó đỡ bị
nó bị phân tán không, nó bị nhiều quá, nó bị mình chỉ cần xong mình chỉ có xem lại tất cả những cái buổi học từ nhập làng đến giờ ạ, mình ôn thật kỹ những cái gì mà mình đã được nghe trực tiếp, nhưng nghe lại đôi khi đã ô cái đoạn này sao lúc trước mình không biết ạ, mình học thật sâu về nó. Và sau khi mà cứ nghe đi nghe lại đi ạ, mình chọn ra một hai cái điều phù hợp với bản thân mình hoặc gia đình mình là mình sử dụng ạ. Trước hết mình cứ làm tốt cái điều đấy đi. Đấy thì đến bế giảng ạ, bế giảng thì cũng mong rằng mọi người sẽ dự lễ bế giảng. Thôi thì có đầu có cuối đúng không ạ? Làm gì mình cứ chọn vẹn. Đấy. Thì cố gắng là thu xếp làm sao để vào trong lễ bế giảng. Thì sao trong lễ bế giảng cũng sẽ có thêm một số cái mà có lẽ mình cứ ẩn mình ở trong nhà thôi mà mình không gọi như là không có tự, không thích hướng ngoại chẳng hạn. Thì biết đâu đấy thì sẽ thấy được những cái hay ho nữa. Em biết rằng có rất nhiều nhà chứ không như nhà mình đâu. Có những người chỉ cần sinh hoạt trong nhà mình thôi. Trong xóm là mãi mới mở lòng ra để sinh hoạt xóm. Đến khi những cái đoạn cuối này rồi bắt đầu mới đi lang thang. Nghĩa là bắt đầu bài tập bây giờ hàng ngày không có này. À, xong là những cái buổi Zoom nó không có thì bắt đầu mới cảm thấy nó trống trống, nó buồn ấy. Xong bắt đầu mới lang thang vào trong các cái Zoom nhà tốt nghiệp. Thì mình bảo ô tại sao lại có nhiều góc nhìn hay thế. Có nhiều những cái mà nó thú vị thế này. Thì bắt đầu tiếc cái cả nhà. Bắt đầu mới tiếc. Đấy thì mình cũng hãy thử như vậy. Thì thực ra bản thân mỗi anh chị vào đây á, chúng em cố gắng làm sao mà giữ chân lâu nhất để cho các anh chị có được cái sự trải nghiệm trong hành trình thôi. Chứ không mong muốn cho các anh chị thay đổi hay các anh chị làm gì đâu ạ. Chỉ mong làm sao biết đến hành trình có cái sự trải nghiệm là nó như thế nào thôi. Đấy, chứ còn luật chơi thì hành trình nào cũng cần có luật chơi, cũng cần có kỷ luật. Đấy. Và em vẫn cứ nhắc lại cái câu từ đầu hành trình mà em vẫn cứ nói đi nói lại, ghim đi ghim lại á. Đó là chỉ cần bạn muốn thôi, chúng ta sẽ tìm cách ạ. Cùng nhau sẽ đạt được đấy. Thế trong nên là mà để nhận tiếp theo các cái thông tin gì đấy thì mình cứ ở tại nhà mình hoặc là ở trong cái nhóm Zalo K6 hành trình kiến tạo văn hóa đọc ấy ạ. Thì ví dụ như tại sao ở nhà thì coi như nó là môi trường tam bảo đúng không ạ? Mình đi các hành trình là mình tìm một cái môi trường tam bảo phù hợp. Có những người đi rất nhiều hành trình nhưng chẳng dừng ở cái nhà nào cả, mà cứ đi hoài thì mãi mãi là quả xanh. Thì quan trọng mình ở đâu cũng được và cảm thấy có cái sự hợp nhau ấy, phù hợp với nhau thì mình ở lại sinh hoạt với nhau hàng tuần, hàng tháng hoặc vài tháng với nhau, sinh hoạt với nhau. À, ví dụ như một tuần sau chẳng hạn, mình thử đi, chị Hương lại vào một cái Zoom, mở Zoom lên, anh Chi ơi, một tuần vừa qua anh như thế nào, Nam ơi, một tuần qua nào, và mình chia sẻ những câu chuyện đấy, thì mình coi đây nó là môi trường tam bảo. Nếu như mà được địa lý gần nhau nữa thì offline cùng nhau, còn địa lý xa thì ít nhất là cũng có được một cái chia sẻ mà ở ngoài kia, đôi khi mình chưa có được một cái tiếng nói sâu, đúng không? À, tiếng nói chung. Thì vào đây mình đã có rồi, ít nhất đó là cùng chung một cái hướng đến là ba gốc, đúng không ạ? Thì mình hãy nhớ như vậy, để mà có cái sinh hoạt cùng nhau. Vâng. À, em xin gửi lại lời mình. À, một lần nữa thì chị cũng xin trân trọng biết ơn chị Huyền Sâu cũng như chị Tiết Phương đã đồng hành cùng với hai nhà 5556 trong suốt cái hành trình này. Một lần nữa thì cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị đã có mặt trong buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Anh chị mình có mang cái gì ta, cái nón tốt nghiệp được không ạ? Nếu mà mang được đó, thì em sẽ pin hình lên để đội nón tốt nghiệp chụp hình nha. Chỗ nào ta? Chắc em cũng có. Có ban, chắc là ban tổ chức mới phát quả. Mới phát lễ được. Nhưng mà có thương em không có tốt nghiệp á. Đây mình vô. Từ giờ ham đòi đội nón hoài, mua đồ ghê luôn. Em là người trao bản. À, dùng điện thoại không có. Tôi điện thoại có. Vô chỗ mà chỗ video á, video là mọi người sẽ thấy
chọn filter á, chọn cái filter của video á, thì mọi người kéo xuống sẽ thấy cái nó nha. Nghe nè. Nhưng mà em sẽ đổi nó này nha. À mọi người thấy cái chỗ đó không ạ? À? Thấy cái chỗ mà đổi nó không ạ? À? Chỗ nào ta? Vô chỗ mà kế bên cái mic á, cái mic nó có cái video á, có cái camera á, bấm vô cái mũi tên. Bấm vô cái mũi tên thì sẽ thấy là từ dưới đi lên là cái hàng thứ hai là chu video filter á. Đó, mình vô đó nha. Được chưa ạ? Tới bước đó chưa? Rồi, thì mình vô chỗ là background and effect. Nó sẽ có rất là nhiều cái hình luôn. Video filter nha. Đúng rồi, Thủy làm được rồi nè. Rồi, ai làm được rồi thì ok. Ai làm được rồi thì em spin hình lên nha, spin hình lên để mà nhận bằng nha. Để chụp chung với chị hình sau đúng không chị Phương? Ờ, đúng rồi. Rồi, em spin lên, bên chị hình sau nè. Bên Thủy nè. Tốt đẹp. Ủa, bên có một người hả ta? À, chụp hình Thủy nha. Tao luôn với anh Nam chưa tìm được à. Giơ tay đi, mấy bạn đợi nón được giơ tay lên. chị Hạnh tìm được chứ chị? Rồi. Bây giờ tới... Chị Hương ơi, để em chỉ chị Hạnh cái em dùng điện thoại em mới làm được nè. Chị Hạnh vô cái chỗ ba chấm giống như chị Hương nãy chỉ á, bên góc phải màn hình á, vô ba chấm xong rồi nó sẽ ra cho mình một cái lựa chọn, sau đó chị chọn nền và hiệu ứng. Trong nền và hiệu ứng nó sẽ có một cái là bộ lọc video á, và chị kéo xuống là chị chọn cái nón là được. Chị thử nha. Em bình hình anh Tri lên nè, anh Tri thấy không anh Tri? Anh Tri phải ngồi thẳng lên chút xíu, nhìn thấy cái người luôn. Đó, đúng rồi. Ôi, trời ơi, đẹp trai quá. À, chụp đây. Sao ra? Sao anh nhích cái hình sao cho cái nón vô giữa đây? Xa ra chút xíu. Rồi, ok. Quá trời rồi đó. Rồi. Xong nhà 55 rồi nha. Nhà 56 nè. Rồi, Ngọc Tuyết. Chụp nha, 2 3. Rồi, Ngọc Tuyết xong. Anh Luân, anh Nam, anh Tuyến. Chưa tìm ra cái mũ chỗ nào. À, anh đang xài laptop đúng không? Đúng rồi, đang xài laptop. Rồi, kế bên cái micro nó sẽ là cái video, cái camera đúng không? Rồi, anh click vô cái chỗ mũi tên á, mũi tên của video á. Hiểu chưa? Cho trong mũi tên á thì từ hàng ở dưới đi lên là đầu tiên nó là video setting, thứ hai là chu video filter, để click vào đó. Từ dưới lên nha là cái hàng thứ hai. Được chưa ạ? Anh Lân chưa mở mic anh Lân ơi. Mà mít nói để Hương hướng dẫn tiếp. Rồi vô tới này rồi nè. Vô này không biết cái mũi này.
Rồi cái mũ thì mình sẽ chọn bên chỗ là vô ngay chỗ cái từ trên xuống dưới ha, là general nè, video nè, audio nè, share screen nè, rồi background and fill and gì đó, thì anh chọn qua bên là video filter, anh kéo xuống dưới, anh thấy chưa, thấy cái chỗ video filter chưa? Rồi thấy rồi. Cái non không à, của mình có non không à? Không có vậy đó. Ồ vậy hả, kỳ vậy, chắc nó bị không có gì luôn. Lỡ bị gì vậy sao? Nó không có cái hình. Vậy là ông đã chưa update ngay. Không, mà nào giờ nó có mà ta. Thôi chắc không đâu. Vì nó đỡ non, không có cái hình gì hết. À, dạ. Non là gì? Chỗ nào mà non nữa ta? Vậy lớn được tốt nghiệp rồi. Rồi em đi chụp hình anh Tuyến nha. 1, 2, 3. Ôi giời, anh Tuyến cười tươi quá. Rồi anh chăm anh Tuyến nha. Anh Nam đâu rồi? Anh Nam chưa đội mũ được hả? Rồi anh có thấy anh đang xài laptop đúng không? Anh mở mic đi, anh mở mic đi. À vậy hả? Thế thì sao giờ ta? Thôi, thôi em cũng biết sao. À, bây giờ em sẽ chụp một tấm hình tập thể ha. Rồi anh chắc chưa được tốt nghiệp, chắc chờ chị Huyền sau trao hay sao á. Anh Nam thử dùng điện thoại vào xem. Anh Nam nhìn luôn lấy cái nón đội đẩy vô. À, em sẽ chụp hình nha, chụp hình đội nón tốt nghiệp nha. Đúng vậy nha. Tôi thấy không? Vô tôi thấy không? Có nói vô tư thế. Vô tư thế. Để tay. À, vô tư thế nha. Nãy em bấm gì. Rồi. 1 2 Lưng ơi. 1 2 3 À, anh luôn chờ em tí nha. À đúng rồi, của anh luôn không có hả ta? Ừ. Anh luôn thử qua bằng điện thoại xem. Luôn thử vô zoom bằng điện thoại. Chị Hương ơi, chụp lại em đi. Cái màn hình em nó bị ngược với mọi người á, cho nên là em trả tay ngược với mọi người luôn. Thì em thuận tay trái mà. Đúng không? Không phải tại bạn em ngược. Có chỉnh. Có chỉnh bấm cái nút kia bị ngược. Mọi người từ từ chờ anh luôn cái. Anh Nam có điện thoại, anh Nam có bằng điện thoại được không anh? Chị Hương chụp lại một tấm riêng cho em đi, chụp lại nha. Chuẩn bị gì hết. Thấy nó tốt đẹp. Nó muốn giùm em á. Rồi, em thấy chưa? Thấy em trên màn hình chưa? Không, bên em không thấy ta. Cùng với mọi người luôn á. Phòng kẹp cái đọc sách bởi rồi em xích xa ra chút xíu, xa ra nữa. Đọc sách. Xa ra chút. Dùng đọc sách đó. Chỉnh giùm em nha. Dạ. Yeah. Xa ra nữa. Xa nữa hả? Tối không? Ok, xe em giờ không sống nữa. Anh đã đi bóng câu lông. Máy anh xong lông cho em. Rồi, ok. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Chán à.
Trời đó. Thấp kiều chị. Còn ai ai thấy mình chưa được thì nhắn em chụp lại nha. Chị Hạnh đúng không? Giờ chị Hạnh có rồi đúng không? Mời chị Hạnh lên nè. Đẹp quá. Rồi chuẩn bị. Chị Hạnh xích vô, xích qua bên trái chút. Đúng rồi. Đẹp quá đi. Dễ thương. Rồi 1, 2, 3. Ok. Có ai muốn chụp lại không thì nói em nha. Hai anh Nam với anh Nam Minh Luân có vô được điện thoại không ạ? Cũng biết không? Cũng biết cục tiền của mẹ. Thôi quậy được rồi chị, thôi cũng được. Đó thấy không? Chờ tốt nghiệp với ban tổ chức. Ra lấy cái mũ bảo hiểm đôi vô. Rồi. Rồi đang sử dụng điện thoại, Tuyết chỉ sử dụng điện thoại Tuyết ơi. Ủa ai đang sử dụng điện thoại iPhone là của ai vậy? Của anh Nam. Nam cái iPhone của anh Nam. Bây giờ anh Nam trên màn hình sẽ thấy bên góc phải có ba dấu chấm á. Nhấp vô ba dấu chấm. Trong ba dấu chấm nó sẽ ra một cái giao diện khác, nó sẽ ghi là nền và hiệu ứng. Anh vào đó bên chị Quỳ Tâu nè, bên một mờ phim rồi vào bộ đồ chị ơi. Ủa nhưng mà anh Nam không mở cam lên, anh Nam vô điện thoại nhưng mà anh tắt cam thì anh đâu có chọn được cái đó đâu ta. Được chưa anh Nam? Bên góc phải sẽ có cái ba chấm. Bấm vô ba chấm đó sẽ ra một cái có cái chữ là nền và hiệu ứng. Nhấp vào nền và hiệu ứng nó sẽ ra một cái có nền ảo với bộ lọc video. Mình phải sẽ vào bộ lọc video và kéo. Rồi chọn nón rồi thoát ra là được. Yeah. Nãy giờ nói với anh Luân mà không có mở mic. Anh Luân ơi, anh làm host á, cho nên là anh ping một lần được hai người á. Anh ping chị Huyền Sâu với anh Tri đi. Để chụp hình hai người á. Trong mỗi cái khung hình của mỗi người nó sẽ có dấu ba chấm á. Anh bấm vào đó, nó có chữ ping á.
Rồi chị Hiền Sâu với anh Chi ạ? Dạ. Anh Chi để chụp rồi. Hình. À vậy anh Chi vô rồi đó. Không nghe nữa rồi đó luôn. À, được không anh Minh, chị Huyền Sâu với lại anh Tri lên. Rồi xong rồi đó chị. À, chụp hình đi rồi rồi. Ủa, anh Binh gửi hả các, trời. Các anh chị Ủa, khác. Sao em không thấy ta? Em không thấy. Anh Binh lại đi. Đang cho tốt nghiệp. Ủa thấy chưa? Thôi không, không được thì thôi đi, để chị Huyền Sâu chị nghỉ cho nhiều. Dạ rồi ok. Dạ. Ừ. Không được rồi anh ơi. Rồi vậy thì chị Phương có trao quà gì cho ai thì chị Phương thông báo nha, hay là thông báo trên nhóm, trên Zoom chị, trên nhóm chat chị. À, trước mắt còn chị Huyền Sâu á, mấy em có nói gì thì còn lời gì gửi chị Huyền Sâu không? Minh Chi nói rồi. À, Hạnh ơi em đại diện em nói trực tiếp với chị Huyền Sâu vài lời luôn đi Hạnh ơi. Dạ. Chị Huyền Sâu đang có Zoom khác đó mà. Thì cứ nói đi, chị nghe hết mà. Chị hai tay là. À. Dạ à. Chị mọi người có nghe rõ em không ạ? Nghe. Dạ. Rồi thôi đến giờ này cũng... cũng trễ thì em cũng có đôi lời với chị Huyền Sâu. Thực sự là em vô hành trình này em rất là biết ơn ban tổ chức, vì đúng là cảm nhận được là cái sự mà phụng sự cho đi vô điều kiện là nó đúng nghĩa. Em cảm nhận được khi mà em vô hành trình, khi em hơn 40 tuổi em mới tập đọc sách, và em vô đến hôm nay thì em cũng rất là vui mừng bởi vì mình cũng đã đi hết hành trình. Cái khúc đầu là em bị rơi bút, tức là em không có nắm được quả xanh, quả đỏ gì hết, quả vàng gì hết. Em không hiểu rồi. Em cũng cứ, đầu em cũng hơi im, xong đó em mới hỏi chị Phương, và khi mà em hiểu được rồi thì em còn 5 củ khoai là em quyết giữ cho tới cùng. Có những ngày em, nói chung là em cũng đầu tiên em cũng rất tinh tấn. Em dậy từ 4:30 em vô Zoom và em được chào cờ, em được đọc cái bài, em nghe cái bài thiền sách, rồi những cái lời thề từ tâm, em rất là xúc động. Em khi mà nghe được cái câu là lần đầu tiên là khi soi lại chính bản thân mình, em đã khóc, thực sự với em đã khóc, bởi vì là bao nhiêu lâu rồi em chưa không có soi lại cái tâm của mình, và em rất là xúc động. Em được chào cờ, đúng là lần đầu tiên chào cờ trên Zoom như là chị Huyền Sâu nói. Và tối khuya, ở khuya em đi ngủ, em nuôi một đứa con nhỏ mới 12 tháng. Em đi ngủ rất là khuya, khi là 12 giờ, 1 giờ em làm bài tập xong rồi. Sáng đúng giờ là em dậy. Và em dậy xong em học, em cảm thấy rất là được nhiều, được những cái kiến thức từ thủ lĩnh Quang Minh rồi, chuyên gia Minh Hảo. Có những cái ngày thứ tư là cái ngày xây dựng đội ngũ, thực ra là không phải là dành riêng cho học viên mà dành cho các anh chị phụng sự, nhưng mà cũng ngày em cũng chui vô em học. Ở những ngày nào mà em quá đuối em không chui vô được thì em ở nhà em vừa coi con, em mở lại em nghe đi nghe lại, rồi em lúc mà thủ lĩnh Quang Minh nói em cần nghe thì em cứ tua đi tua lại em nghe, và em cố gắng em học. Thực sự là em vô cùng biết ơn một lần nữa từ tâm mạnh và chị Huyền Sâu. Sáng nào em cũng nghe giọng nói, sáng nào em cũng được nghe cái giọng nói rất là ấm áp và rất là vị tha, tình cảm cho tất cả học viên như tụi em. Em xin nói lời biết ơn đến ban tổ chức, đến các thầy cô, tất cả các anh chị em phụ sự, và em mong là từ đây bản thân em sẽ tức là yêu biết đọc sách một cách là thường thường xuyên hơn, và dành cái thời gian tâm linh thanh linh thiêng như thầy Quang Minh nói. Và em sẽ học hỏi để phát triển bản thân mình hơn nữa. Em xin một lần nữa biết ơn chị Huyền Sâu đã dành một
thời gian rất là quý báu, chị rất là nhiều việc để đến với nhà 556 của chúng em. Tuy rằng là cái khúc cuối nó không được trơn tru lắm là vì do mình không có chạy trước chương trình. Rất là mong chị Hiền Sâu sẽ độ lượng cho nhà của chúng em. Em xin biết ơn và cảm ơn chị Hiền Sâu và các anh chị đã lắng nghe ạ. Em xin hết ạ. Em xin nhường mic lại cho ban tổ chức ạ. Cảm ơn Hạnh. Hằng đi, hằng này đi. Chị cũng công bố luôn cái phần quà của chị nha. Thì theo cái bình chọn thì chị thấy hình như mình chỉ có bình chọn Bích Hạnh và Thu Thủy. Thì chị sẽ gửi hai phần quà đến cho hai bạn. Ngoài ra là còn một cái phần quà của thủ khoa của hai nhà, còn được tám củ khoai là Minh Luân, và một bạn và hai phần quà cho hai bạn cống hiến nhiều nhất ở hai nhà thì là bạn Hương, nhà 55, trưởng nhà 55, và một bạn nữa là Minh Luân ở nhà 56, đã nỗ lực luôn phần đồng đội, gánh vác luôn trách nhiệm của đồng đội để đi tới đưa đồng đội, mặc dù là đưa cái được một hai em đến đồng đến cuối thì nhà 56 vẫn được bốn bạn tốt nghiệp, nhà 55 hai bạn tốt nghiệp. Rồi chị cảm ơn chị Phương. Ngoài em tới tới hai phần quà luôn, chắc em nhường lại một phần quà đi. ai chưa có quà chị Phương ra, chắc em xin nhường phần quà cho anh Tiến đi, bạn đồng hành trong trong nhà năm sau với em. Anh Tiến có em tặng quà rồi. Có rồi hả? Tiến là đặt giải thưởng của mini game rồi. Thôi để chị tặng anh Tiến bài thơ mà của anh Tiến làm gì chị Phương, đúng không? Để đó chị Phương tặng quà cho Tiến. Thì chị cũng nói đây luôn là không biết là chị em mình giống nhau hay sao á. Thì cái hành trình ca năm chị cũng có làm một bài thơ tặng cho phụng sự của chị. Sẵn đây chị cũng chia sẻ, thì nói chung là chị cũng không phải người làm văn tốt lắm đâu. Lúc trước là toàn là ao điểm làm văn không à. Bài thơ của chị nha. Thì cái em phụng sự lúc trước thì em ở bên Pháp, ở Paris. Thành ra là buổi sáng của bên mình á, là bạn sẽ là khuya của bên bạn, bạn chuẩn bị đi ngủ. Thì này giờ nào bạn cũng là thức để canh, kêu mọi người vào room. Đêm khuya, phương trời xa, người phụng sự trông về, nhà 48 thức vào room, theo sát soi từng bước. Nay cả nhà tốt nghiệp, người đi sau tri ân, người đi trước hạnh phúc, hân hoan chào tròn kết nối, chúng ta thành một khối, cùng thắp thêm ngọn đuốc, tiếp nối người đi trước, cùng chung một triết lý vì thế hệ mai sau. Và bài thơ của chị ngắn vậy thôi. Sẵn đây chị cũng đặt hàng Hạnh làm xong cái bài thơ của em nha Hạnh, gửi tặng chị Quyền sau với hành trình ha. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Thật ra bài thơ của em làm rất là hay. Thành ra là cố gắng hoàn thành. Rồi. Cảm ơn chị Phương. Mẹ cứ nhắc cái này hay là cái nào? Ôi. Là cái nào đẹp nhất, cái nào đẹp nhất? Cái nào đẹp? Cái này mày vẽ đẹp hơn. Cô xấu quá. Cảm ơn cả nhà đã dành 3 tiếng đồng hồ để tham dự chương trình lễ tốt nghiệp của
Nhà 55 và 56. Và cũng xin thay mặt cho ban tổ chức và cả nhà, cả hai nhà em xin được kết thúc buổi lễ tốt nghiệp của hai nhà tại đây. Chúc cho sau buổi lễ tốt nghiệp này mọi người ra trường thì mọi người sẽ có những cái thành công thật là và lớn trên hành trình lan tỏa văn hóa mình đọc không? Đến cho những người xung quanh. Mình còn cái phần tri ân nữa mà. Còn một cái phần nữa là còn một cái phần nó rất là quan trọng luôn thì đó là mình sẽ gửi những cái tình yêu của mình khi cho mẹ xin 2 phút im lặng nha. Khi mà mình đến với hành trình này thì mình không thể nào phủ nhận được sự cống hiến và sự cho đi của tất cả ban tổ chức và ban phụng sự trong hành trình văn hóa đọc, đúng không ạ các anh chị? Chính vì vậy mà, và đây là khóa học miễn phí nữa, như anh luôn có nói, khóa học miễn phí nhưng mà nó vô cùng giá trị luôn. Và nếu mà để mua bằng tiền thì mình sẽ phải, không phải bằng tiền nữa mà nó phải mất rất là nhiều thời gian để đi học được những cái giá trị này ở bên ngoài. Chính vì vậy mà em thay mặt cho nhà 55-56 xin được mở lời để có thể anh chị em mình đóng góp cho quỹ quân lương của hành trình văn hóa đọc. Thì lúc nãy mình có chơi game rồi, mình nhớ số tài khoản của hành trình rồi đúng không ạ? Là gì ta? 5613 MB Bank. Vậy thì để có thể là hành động trực tiếp luôn ha, thì mình sẽ, bây giờ mọi người sẽ cầm điện thoại của mình lên và mình sẽ gửi những cái tình yêu thương của mình về cho tất cả những anh chị nằm trong ban ban phụng sự và ban tổ chức của chương trình ạ. Anh đông cho em miếng nhạc rồi. Cái khúc này giống như là mình đi mua hàng trong mấy cái khóa học vậy đó. Năm sáu một hai. Lưu Khánh Chi. Nội dung của tụi mình là sẽ ghi thiện nguyện, tên và số điện thoại nha anh chị nha. Rồi anh chị nào đã hoàn thành lời cảm ơn của mình rồi thì mọi người sẽ nhấn phím 1 trên ô chat nha. Chúng ta chụp hình chúng ta gửi lên Zalo của nhóm nha. Mình tranh thủ mình kết thúc sớm, cả nhà mình nhớ hoàn thành cái bài khảo sát deadline tối nay đó, hoàn thành bài khảo sát cuối hành trình các bạn tốt nghiệp á, 6 bạn tốt nghiệp á, nhớ làm bài khảo sát. Mình chưa tốt nghiệp mình cũng vô làm đi. Để nhìn nhận lỗi lại coi có gì mình chưa hoàn thành trong đó không.
Rồi xin cảm ơn tấm lòng của tất cả các anh chị, của các anh chị học viên ạ. Cũng đã không còn sớm nữa thì em xin được kết thúc buổi đạo tốt nghiệp của mình ở đây ạ. Xin chào tất cả các anh chị và chúc các anh chị một đêm thật là ngon giấc và có một kỳ nghỉ lễ thật là ý nghĩa bên gia đình nha. Biết Hương và cả nhà, biết ơn chị Huyền Sâu. Xin chào mọi người. Cảm ơn Lân, cảm ơn Hương, cảm ơn Tuyến. Hương, Tuyết. Dạ. Hãy để gặp anh chị trong buổi offline gần nhất nha. Và thả lỏng toàn bộ cơ thể. Offline là nam cũng chạy phải không? Hãy thư giãn. Làm ban tổ chức. Chào cả nhà ha. Còn à? Em ghi lại.